Nga ơi, có nhà không Nga ơi? Ai? Anh Dần. À. Anh lại đem củi cho em nữa đó hả? Ờ. Anh mang cho em bó củi để em khỏi vui rừng những kiếm chi cho cực. Em cảm ơn anh. Anh cứ đem củi cho em hoài, em áy náy quá à. Có gì đâu mà áy náy. Anh em với mình chung lối xóm với nhau mà, chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn mà. Dù sao cũng là hàng xóm, tối lửa tắt đèn hai đứa có nhau. Anh cứ giỡn hoài à. Cũng may là anh đem củi tới kịp lúc đó. Nhà em cũng hết củi rồi. Em chưa có nấu nước cho chị Ngọc về tắm nữa. Chị mà về không có là chị lại la em nữa đó. Nha nè, anh nói cho em nghe này nè. Dẫu biết rằng em với lại chị Ngọc không phải là chị em ruột với nhau, nhưng mà từ lúc má em với lại ba chị Ngọc chấp nối lại với nhau, lúc đó chị Ngọc còn nhỏ xíu à, không có biết gì hết á. Rồi cái má em thương chị giống như là con ruột của mình. Khi mà ba má em mất á, chị ý lại là con của người vợ lớn, ức hiếp em. Em cũng cam tâm chịu được hay thiệt chứ. Anh đừng có nói vậy. Dù sao chị cũng là chị lớn, chị nói gì em nghe cái đó cũng đâu có sao. Với lại em làm em nhường chị một chút cũng được mà. Em nhường chị chẳng qua là em coi chị là chị ruột của em thôi. Chứ chị có coi em là em ruột của chị đâu. Thấy không, chị có làm gì đâu. Bắt em quần quật suốt cả ngày từ sáng cho tới chiều tối luôn vậy đó. Hay thiệt. Thôi, dù gì á, chị cũng đi chợ để bán giải mà. Chị có mỗi đi bán giải xong về nhà ăn rồi ngủ. Còn em á, em phải dệt vải nè, lau nhà nè, nấu cơm nấu nước nè, cho chị tắm nữa. Anh á, sát bên nhà anh thấy hết trơn. Không, anh biết hết trơn. Thôi, cha mẹ em đã mất hết rồi, em chỉ còn mình chỉ là người thân à. Em ráng chịu đựng chỉ một chút cũng được mà. Với lại anh đừng có nói như vậy. Lỡ mà chị nghe được, chị tưởng đâu là em đi nói với anh rồi chị la em đó. Anh đâu có ngu được mà nói cho chị. Anh đâu có ưa chị đâu. Chị gì mà kỳ cục. Chỉ là chợ chị bán giải nha. Chị nói với người ta là một mình chị dệt giải thôi. Mà có ai biết đâu. Em ở nhà em cực khổ, em dệt suốt cái sáng tới chiều tối như vậy đó. Ai cũng tưởng chị cực khổ thôi. Chứ một mình anh biết nha, em cực khổ. Thôi, em đi ra lấy củi vô nấu nước cho chị tắm. Thôi, em cứ ngồi đó đi. Sáng giờ em làm cực rồi, mấy việc đằng nhọc để cho anh làm cho. Em đây, để đó vậy nè, để cho tôi nè. Rồi, để đi. Gì vậy? Tiền chứ gì. Tiền gì? Tiền gánh mướn. Gánh gì? Gánh giải từ chợ về đây chứ gánh gì. Gì? Gánh cái giải không về cũng lấy tiền đó hả? Đâu vậy? Đi gánh bỏ lại chỗ cũ. Không có tiền thì bỏ lại chỗ cũ chứ đâu. Trời đất ơi, ông khùng hả? Thằng Tám á, gánh cho tôi á, hai bận. Bận đi bận về mà lấy một bận à. Ông đòi là sao? Nó là thằng Tám, tôi là thằng Tư. Tôi gánh bận nào tôi lấy tiền bận đó. Nghĩ sao gánh đi gánh về hai lần trả tiền lần sao trời. Đưa tiền đây. Ông á, ông tính toán quá hả? Mày mốt á, tôi không thèm kêu ông nữa đâu. Trời ơi, chắc cần à. Nghĩ sao tính trả tiền lần. Trời đất ơi, làm cái coi hết được. Tiền nè. Bao nhiêu đây cũng được mấy lon gạo. Mà nói nè, con gái gì đâu, vừa vừa phải thôi. Tính toán gì đâu, muốn ăn gian người ta luôn vậy. Đi về đi. Ê người cưng. Cái tôi. Đàn ông gì mà nói nhiều thì ghét. Anh Dân. Trời đất ơi, cái ông này, ông làm gì ông gặp mình giống như gặp ma vậy trời. Kêu cũng nghe nữa, chạc nước à. Điếc hả trời. Mà ông làm gì sao biết nhà mình vậy ta? Nãy giờ về cũng không thấy Nga đâu nữa. Nghi ngờ lắm nha.
Nghe đâu? Nghe. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Nãy giờ đâu? Ờ, dạ em ở dưới bếp. Chị về rồi hả? Sao hôm nay chị về trễ chứ vậy? Tối trời luôn rồi kìa. Bán ghế về trễ chứ sao? Mà nè, làm gì sao bếp vậy hả? Mà hả, làm gì ông giận á? Ông thấy tao á, ông chạy đi nước vậy, kêu ông không nghe luôn, lắm lắm lét à. Anh giận ảnh đem củ qua cho hai chị em mình đó. Đem củ qua cho mày cho tao cái gì? Mà nè nè, tao nói trước nha, mày với ông giận á, lén phén với nhau á, là tao đuổi cổ mày ra khỏi nhà, không cho mày sống đây luôn á, nghe chưa? Dạ, đâu có gì đâu chị. Cơm nước xong chưa? Dạ rồi. Nấu nước nóng cho tao tắm xong chưa? Dạ rồi. Sao còn đứng đó nữa? Đi pha đi. Dạ dạ dạ. Dạ, chị chờ em chút nha. Ngày nào cũng mấy nhiêu việc đó mà chậm chậm à. Ghét. Nấu nước của chị tắm ra nha. Trời đất ơi, nhỏ nó mất tiêu, kêu nó lên tiếng vậy trời. Trời đất ơi, nha. Trời đất ơi, trời sáng bừng vậy rồi giờ còn ngủ làm sao? Ơi chị, tại tối hôm qua em thức khuya quá cho nên em ngủ quên. Trời đất ơi, vậy mà nói làm. Vậy đi xách nước, nấu nước cho tao tắm. Dạ dạ, em đi liền. Chị chờ em một chút nha. Bực bội quá. Sáng sớm. Này cô kia, à,
Cô đang tìm kiếm cái gì vậy? Cô từ đâu tới? Dạ, con làm rớt cái thoi dưới giếng. Con đi tìm nãy giờ mà không có. Cô không thể nào tìm được cái thoi đâu. Tuổi trẻ chăn trâu á, nó lấy nó đem làm củi đun bếp rồi. Bà ơi, con mà mất cái thoi đó, con không có về nhà được đâu. Chị con không cho con về nhà đâu. Thôi thôi, con đừng có khóc nữa. Ôi, người cô ướt hết rồi kia kìa. Vô nhà lão đi, rồi lão tìm đồ khác rồi mà thay. Xong, già sẽ tìm cái thoi khác cho cháu nha. Đi. Dạ, con cảm ơn bà. Con nhà mình sao mà nó nhanh nhẹn, nó siêng năng. Mới có một buổi mà nó dọn dẹp nhà cửa đâu rồi đấy, gọn gàng sạch sẽ đẹp mắt nữa chứ. Mà ủa con, bà uống miếng nước đi. Ừ, cảm ơn con. Mấy công việc này ở nhà con làm riết quen rồi. À, cơm nước xong rồi, để con dọn cơm cho bà ăn nha. Ôi, lâu lắm rồi già mới thêm mâm cơm ấm cúng như vậy. Trời ơi, nhìn thức ăn ngon á, già thấy đói bụng quá à. Ăn cơm con. Ai ơi, già vui lắm mà đói bụng nữa. Thôi ăn đi con. Dạ. Bà ăn cái. Cảm ơn con. Con ăn đi. Dạ. Con. Bà, con nhớ nhà phải không? Bà, con, chị của con á, đối xử với con tệ vậy, con về làm gì? Con, ở đây với già nha. Dạ, con ở đây được bà yêu thương, chăm sóc cho con vui dữ lắm. Nhưng mà con cũng nhớ nhà con nữa. Con nhớ khung cửi. Nhất là không có con ở nhà, không có ai dệt vải hết. Với lại con đi đã khá lâu rồi, chắc là chị của con ở nhà mong con dữ lắm. Dạ biết. Nhưng mà dạ đã tìm cho con được cái thoi mới rồi đó. Thiệt hả bà? Thiệt. Con cảm ơn bà. Nè, mai dạ sẽ đưa con về nha. Ủa, mai được về phải vui á, sao là con buồn? Con đi rồi, bà ở đây một mình, con thương bà lắm. Phải chi con có nhà riêng của con á, thì con sẽ đón bà về ở chung cho vui. Con đừng có lo cho già, già ở đây quen rồi.
con á còn phải quay về lo công việc của con nữa. Mai dạ sẽ chỉ đường cho con đi qua một cánh rừng sẽ tới nhà liền ha. Con nghe ta dặn nè, trên đường về con đi qua rừng cây, thấy trái xanh á đừng có hái, thấy trái chín á đừng có ăn, mà con chỉ lượm một trái rụng dưới gốc á đem về nhà thôi nha, nhớ nha con. Em đẹp quá nha. Lúc hồi chiều đi trên đường á, chút xíu nữa là anh không nhận ra em rồi. Cũng may là em kêu anh lại á, không thôi anh cứ tưởng em là một nàng tiên mới giáng xuống làng. Anh cứ khen em hoài, em mất cỡ nữa. Có, em đẹp thì anh khen em đẹp chứ bộ. Tại vì lúc trước em làm lụ ha, em ăn mặc xấu xí lắm. Còn bây giờ em ăn mặc đẹp nè, em cứ mặc đẹp như vậy nha. Ha? Nè, chị Ngọc của em á cũng đẹp như em nữa, nhưng không đẹp bằng em đâu. Cái ông này, ông có thấy em nói chuyện vô duyên không vậy? Chị em nhà người ta lâu ngày không gặp nhau, không để tụi tôi nói chuyện, làng sàng hoài. Mới về đi. Thôi, em vô nấu cơm. Anh đi về đi. Mai rảnh qua chơi nha. Gì? Ngày mai rảnh đâu mà chơi? Còn phải dịch giải nữa kìa. Bữa giờ người ta đặt hàng quá chừng luôn, không ai dịch hết á. Vậy thôi, để em vô nấu cơm rồi em ra anh dịch giải liền. Bữa nay em đã có cái thoi này rồi. Cái thoi này dịch giải rất đẹp mà lại nhanh nữa. Sao hay quá vậy? Cái thoi này là bà lão tặng cho em đó. Bà nói là em siêng năng chăm chỉ cho nên bà đã tặng cho em. Hay quá. Nếu như mà bà lão biết em ở nhà mà làm lũ như vậy ha, bà lão chắc chắn sẽ tặng em 10 cái thoi luôn, chứ không phải là một cái thoi đâu nha. Tao nói nhiều quá vậy, không về đi, đi đi. Nói chưa cũng tối rồi, anh đi về. Có gì sáng mai anh đem củi qua cho em nấu cơm nha. Nói nghe nè, không biết ai vô duyên hay không, mà người ta cứ nói chuyện lạng sạng vô miệng người ta hà. Ôi, đẹp quá à. Cả đời á, hai chị em mình dệt vải á, cũng không được kiếm như thế này đâu nha. À, em, hay là em để chị đi cất cái số vàng này cho nha. Em kể chị nghe, sao mà em đẹp vậy vậy? Thì em đã kể cho chị với anh Nhân nghe rồi đó. Ủa, chứ vậy thôi sao? Không lẽ dễ dàng vậy? Nè, em kể chi tiết rõ ràng chị nghe đi. Nè, em kể từ từ thôi, chị còn nghe rõ hơn nữa.
sầu quá, sợ nó nhảy xuống. Không được, phải làm, làm mới đẹp giống nó chứ. Xuống cái giếng tìm cái nhà, mà nhà này thì phải gặp bà lão nữa. Ủa bà lão đâu? Bà lão đâu rồi? Bà lão ơi, bà lão, sao không thấy bà lão ta? À đúng rồi, con nghe nó có nói á là phải hả giả bộ khóc, khóc thiệt là to lên, rồi sau đó mình đi tìm thôi, rồi mới nói gặp bà lão xuất hiện. Phải khóc mới được, khóc mới được. Cô kia, cô tìm cái gì vậy? Dạ con đang tìm cái thoi. Cô từ đâu tới? Con bị rớt cái thoi xuống giếng, con tìm từ nãy giờ không thấy. Cô không tìm được cái thoi đâu, tụi chăn trâu á nó lượm đem về làm củi đun bếp hết rồi. Nhảy mất cái thoi và con biết làm sao đây, con sẽ không về nhà được. Thôi, biết làm sao đây. Cô đừng có khóc nữa, người cô ướt hết trơn rồi kìa. Thôi theo già này đi vô nhà và cho mượn một đồ khác thay, rồi và tìm cho cái thoi khác nghe không. Đi vô đây. Tìm thoi khác. Đi.
Dạ, con cảm ơn bà. Bà ơi bà. Bà ơi, con thay đồ xong rồi nè. Ủa, bà mới đây mất tiêu ta? Trời, nhà gì mà dơ quá vậy nè. Dơ quá à. À, nhớ rồi, con Nga nó dặn á, gặp nhà dơ là phải dọn dẹp. Ừ, dọn dẹp thôi chứ biết sao giờ. Dơ quá à. Nhà dơ vậy mà công nhận con Nga nó hay thiệt ta. Ở với bà già hả mấy ngày luôn. Trời ơi, hay thiệt á. À, tại sao tôi phải dọn dẹp vậy chứ cực vậy? À, có cách rồi. À, nhà cửa tươm tất, gọn gàng hết chứ. Cô gái này cũng được. Ủa, cái gì đây? Kèn đét ơi. Thôi đất ơi, nó gom tất cả nó bỏ một đống ở đây. Sao không rửa ráy gì hết vậy con? Bà mới về hả bà? Ừ. Sao con không đem này rửa ráy tử tế ra úp vô đó, để không đóng gì sao được? Thì con gom lại một chỗ cũng gọn ghẻ mà bà. Bà cũng thấy nhà sạch sẽ mà bà. Nó nhanh, nó lẹ bà ơi. Thôi cũng được đi. Nhưng mà cô, tao đói bụng quá rồi. Con đi xuống nấu cơm đi con. Rồi rồi rồi, rồi. Bà khỏi lo. Con chuẩn bị hết trơn rồi. Con biết á, sao cái dọn dẹp này là phải nấu cơm nè. Con có chuẩn bị sẵn rồi. Bà đợi con chút xíu nghe. Bà, bạn đi. Trời đất ơi, lại cháo. Dạ. Cơm chứ thức ăn đâu? Thì bà ăn cháo trắng đi bà. Ăn cháo trắng nó mau tiêu mà tốt cho bà nữa. Với lại nó cũng lẹ nữa. Cơm hả nấu chậm lắm. Nào là thức ăn rồi, rồi xào rồi canh rồi kho nữa. Lâu lắm bà ơi. Bạn đi, cái này làm cho nó lẹ đi xong rồi hả. Dọn dẹp xong rồi nè. Rồi hả, nấu cơm xong rồi nè. Bà, vậy là bà giờ dẫn con qua vườn trái cây đi bà. Hả? Sao tôi biết, cô biết tôi có vườn trái cây? À, dạ, thì con nhớ nhà, con muốn đi về nhà. À, thì ra, hiểu rồi. Bởi vậy cho nên cô làm ba cái này, ẩu ẩu tả tả làm cho mau mau xong xong rồi là bảo tôi dẫn vườn trái cây phải không? Ừ, con muốn đi về nhà bà ơi. Thôi, cũng được. Nhưng mà nghe tôi dặn nè. Khi đi qua vườn trái cây á, bà khỏi dặn, con biết rồi bà. Qua vườn trái cây thì trái xanh không hái rồi chín là không ăn đúng không bà? Con biết rồi. Bà dẫn con đi liền đi bà. Bà dẫn con về đi bà. Thôi được, đi. Dạ. Thấy trái xanh đừng có hái, thấy trái chín đừng có ăn.
Ôi. Anh đi chậm đúng hả? Trời ơi, anh bị dấp cục đá, bây giờ nó sưng lên thì sao? Đau quá. Nè, anh đi lẹ đi, để em còn phải gặp chị em nữa chứ. Mắc cười em ghê vậy đó. Từ lúc chị em bỏ đi á, em tìm khắp nơi rồi còn gì. Tự nhiên cái hay tin có người đó thấy chị em. Trời ơi, chưa nói hết mà. Chờ anh với. Chân anh đau. Chân anh đau. Chị Ngọc ơi. Chị Ngọc. Trời ơi. Chị Ngọc. Chị đi đâu mấy ngày nay? Sao chị không về nhà em, chị ngồi đây? Đừng có đụng tôi. Đụng tôi không dám về nhà hết trơn á. Đừng. Chị Ngọc ơi, về nhà đi chị. Chị Ngọc, em là Nga nè. Để em đưa chị về nhà nha. Mình đi chị. Chị không dám về nhà đâu. Chị Ngọc bị sao vậy em? Chị không ai nhìn chị hết trơn á. Chị không dám về nhà đâu. Ai cũng sợ chị chứ. Chị không dám về nhà đâu. Chị ơi, nhà của chị mà. Chị có chuyện gì chị nói em nghe đi. Rồi chị em mình cùng nhau giải quyết nha. Đúng rồi đó chị Ngọc ơi. Có gì thì nói đi chị. Chị bắt trước em xuống giếng tìm bà Tiên. Bà Tiên nhận hai trái xanh nữa nhé, trái chính đừng ăn. Chị không nghe lời, chị tham lam nên giờ cái mặt chị, mặt chị nó nhìn ra đây nè. Trời ơi. Em ơi, bạn chị Ngọc thì ghê quá. Chị bị trừng mang em ơi. Trời ơi, bạn chị Ngọc xấu xí giống như là nghĩa ra xoa vậy. Anh nói cái gì vậy? Thiệt chứ bộ. Không sao, mặt chị chỉ bị trầy và dơ một chút xíu thôi à. Em đưa chị về. Không có trầy đâu, không có trầy đâu, bị ghẻ lỡ, không cần coi. Nó sần sần kìa. Thiệt chứ bộ, nó sần sần kìa. Ui. Cái này là chị Ngọc bị bà Tiên trừng phạt nè. Anh biết rồi, những kẻ mà xấu xa, độc ác, tham lam á, thế nào cũng có kết quả, không có tốt đẹp mà. Anh có im đi không? Không sao rồi chị. Đi, em đi từ nhà nha. Nga, chị đối xử tệ em vậy. Em không trách chị sao Nga? Không, mình là chị em với nhau mà. Em không có trách chị đâu. Bây giờ mình đi về nhà nha chị. Nha. Giờ mặt chị xấu vậy sao cho nó hết, cũng tại chị mà, tại chị tham lam nhờ cái mặt chị vậy. Bà Lão ơi, bà Lão không biết lỗi, bà Lão ơi tha cho con đi. Từ khi bị biến thành người xấu xí, người chị xấu hổ với mọi người, nên suốt ngày chỉ lẩn quẩn trong nhà, không dám ra đường. Còn cô em thì kết duyên với Dật, hai người sống vui vẻ hạnh phúc. Nhờ có thoi vàng và hũ bạc mà bà Tiên cho, cuộc sống của gia đình ngày càng sung túc. Chiếc thoi vàng giúp cô em dệt ra tấm vải tuyệt đẹp, nổi tiếng gần xa. La 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 la. Ông. Năm đồng. Một đồng, hai đồng, ba đồng, bốn đồng, năm đồng. Tôi cười à?
Mà anh đâu tới đây vậy? Tôi làm bên kia kìa. À vậy hả? Hả? Mà anh tới đây làm gì? À, vợ tôi á cho tôi 5 đồng à. Kêu tôi đi mua bán làm ăn. Nhưng mà tôi đi từ hồi sáng tới giờ á chưa có gì để mua hết trơn á. À vậy 5 đồng của anh đâu? Nè. À, 5 đồng của anh. Hả? Trời ơi, có 5 đồng mà anh mua được cái gì chứ? Tôi cũng không biết nữa. Vợ tôi kêu mua đủ 5 đồng thôi. Nếu mà mua nhiều á là vợ tôi la tôi á. Vợ anh? À. La anh? À. Trời đất ơi, sao mà tội nghiệp anh chứ vậy? À. Vậy anh có cái gì bán cho tôi không? Để tôi mua lẹ lẹ tôi về. Để không thôi vợ tôi la tôi nữa. À. Tôi bán cho anh đó hả? À. Kìa, anh thấy cái đàn vịt đằng đó không? Đâu? Thấy không? Đó, cái đàn vịt đó đó, nguyên một đàn vịt luôn đó. Ờ. Kìa nó. À, thấy rồi, thấy rồi. Trời ơi. Ủa, đẹp ghê luôn á. Đẹp không? Quá đẹp luôn đúng không? Quá. Ừ. Trời ơi, nào nấy mập thương quá sợ luôn. Ừ. À, cái bài vịt đó đó, cái bài vịt đó là của tôi đó. Ờ. Bài vịt của anh hả? Đúng rồi, bài vịt đó là của tôi. Ồ, hồi thương quá ta. Nó, tôi bán hết cái bài vịt đó cho anh đó ha. 5 đồng. Nguyên một bài vịt. Anh bán có 5 đồng. Đúng rồi, 5 đồng. Nguyên một bài vịt. Nguyên bài vịt. Anh bán có 5 đồng. Đúng rồi, là 5 đồng. Nguyên một bài vịt. Anh bán cho tôi đi. Ừ thì tôi bán cho anh. Anh đưa tiền cho tôi đi. Nè. Tôi khoan. Sao vậy? Anh đi bán vịt cho tôi đi. Tôi mới đưa tiền cho anh. Vịt đó. Tôi nuôi nó lâu rồi. Nó gắn bó với tôi cũng lâu rồi. Nó mến tay mến chân với tôi. Bây giờ bắt nó đem bán cho người ta, tôi đâu có nỡ. Xa nó tôi cũng đâu có nỡ đâu. Tôi biết phải làm sao bây giờ. Tội nghiệp quá. Không vậy, anh cầm tiền nè. Anh đi đi, đi đưa bắt cho. Sau này anh nhớ chăm sóc bà dịch với tôi nha. Mà nè, anh nhớ chờ tôi đi khuất rồi anh hả bắt. Nếu không á, nó quay qua nó mà thấy tôi đi á, nó buồn, nó đau khổ lên biết không? Đúng rồi, thấy thương quá. Thôi đi đi. Thôi, để tôi bắt cho. Tôi đi. Thôi. Sau này anh nhớ chăm sóc đàn dịch cho tốt phải không? Ừ. Tôi đi. Tội nghiệp anh ấy quá à. Thôi bây giờ mình phải bắt bầy vịt đem về lẹ mới được. Vịt, tụi bay bay đâu vậy? Tao mua tụi bay 5 đồng rồi đó. Tao là chủ tụi bay nè. Tụi bay bay đi, rồi sao tao bắt? Quay xuống đây đi, đi đâu bác? Chú bay bay lên chân hả? Chú bay ơi! Trời ơi, mất tiêu 5 đồng. Cái gì? Anh có biết đó là vịt trời không? Vịt trời á, nó gặp người thì nó sẽ bay lên trời. Chứ đâu phải là vịt nuôi đâu mà bắt được. Anh bị người ta gạt lấy 5 đồng rồi đó, chồng ơi là chồng. Chồng đâu có biết đâu. Hắn chỉ đàn vịt của hắn, cho nên anh mới đưa 5 đồng. Hèn chi.
thấy cái gì mà rẻ ơi là rẻ, 5 đồng nguyên cái bài dịch. Khổ ghê á, chồng người ta thì buông cái này bắt cái nọ, chồng mình thì cầm tay chỉ gì cũng không xong, đưa tiền cho đi buôn bán thì người ta gạt. Sao số tôi bạc quất vô phần nó không biết. Hay là từ nay anh nhịn cơm rồi coi như là bù lại 5 đồng cho vợ nghe. Hay là chồng đi làm kiếm tiền rồi trả lại cho vợ đúng 5 đồng rồi thôi. Anh làm được cái gì mà làm, không khéo đổ bể người ta lại bắt đền tôi nữa. Vô rửa mặt đi rồi ra ăn cơm. Hôm nay tôi có làm vịt kho gần cho anh đó. Ăn vịt hả vợ? Ờ, vịt nuôi chứ mà vịt trời của anh đâu. Thằng chồng của em á, thiệt là không có nên thân. Làm cái gì cũng không ra ngô ra khoai mà lại chẳng hiểu ý chứ. Thiệt là thấy thương cho em á. Đẹp người lại giỏi giang chứ có phải đồ bỏ gì đâu mà vướng phải cái thằng chồng đần độn ăn hại. Mua không được thì bán. Em mới dệt xong mấy tấm vải nè, mình đem ra chợ bán cho em nghe. Vải giờ đẹp quá. Nghe em dặn nè, một tấm á là 4 quan, không thêm không bớt nha anh. 4 quan một tấm, 4 quan một tấm, 1 tấm 4 quan, không thêm không bớt. Đúng rồi, 1 tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á là 12 quan. Chồng nhớ chưa? Lặp lại cho em nghe coi. 1 tấm á là 4 quan, 2 tấm á là 8 quan, 3 tấm á 12 quan. Đúng rồi. Nè, ở đây là có 3 tấm, chiều mang về cho em 12 quan nha. Nhớ rồi vợ. Anh ơi, chợ tan rồi, sao anh không về đi? Có con ma nào đi chợ nữa đâu mà mua đồ anh bán làm chi? Tôi chưa bán hết vải mà. Ôi trời, nói với anh mệt quá à, chợ tan hết rồi mà bán cái gì? Thôi, tôi đi về trước rồi nha. Không được. Vợ dặn chừng nào bán hết vải mới về. Không hết là không về. Đúng rồi. À! À! Ông! Ông! Ông mua vải con đi ông. Ông mua vải con đi. Dạ, 1 tấm 4 quan 2 tấm 8 quan. Dạ. Ông mua giúp giải em còn nhau. Chợ đã tan rồi, sao anh còn ở đây? Dạ, à, vợ con dặn á, chừng nào bán hết giải mới về. Không hết là không có gì à. Ông mua giúp con nhau. Giải này ai dệt mà khéo thế. Dạ vợ con. Vậy hả? Dạ. Vợ dệt, chồng bán. Dạ. Thật là tâm đầu ý hợp. Dạ. Giải này bán làm sao? Dạ, 1 tấm 4 quan, 2 tấm là 8 quan, 3 tấm 12 quan, đúng không? Dạ quá đúng luôn. Sao ông thông minh vậy? Con chưa nói mà ông đã biết rồi. Thì cứ vậy mà tính lên, có gì đâu khó. Dạ. Ông mua giúp con nha. Ta sẽ mua 2 tấm. Dạ, 2 tấm 8 quan. 8 quan. Dạ.
nhưng nhặt nổi ta không có mang tiền theo. Anh có thể theo tôi về nhà lấy tiền được không? Dạ được. Ừ, nhưng mà không, ông mua có 2 tấm mà, vậy còn 1 tấm nữa, con phải bán hết 1 tấm con mới về được, không hết là không về. Ông mua có 2 tấm thôi, vậy ông mua giúp con tấm mới đi. Không không, ta chỉ cần 2 tấm mà thôi. Con không chịu đâu, hay là ông chờ con bán hết tấm vải này, con theo ông về nhà lấy tiền. Thôi được rồi, ta có cách đây. Dạ, cách gì? Một chốc nữa người bán xong rồi hãy đến nhà ta mà lấy tiền, được không? Dạ được. Ông quá hay. Dạ, nhưng mà con biết nhà ông đâu. Ta sẽ chỉ chỗ cho. Nhà tôi ở chỗ chợ đông không ai bán. Chợ đông không bán. Chỗ kèn thổi tò le. Kèn thổi tò le. Chỗ cây tre một mắt. Cây tre một mắt. Chút nữa đến nhà tôi lấy tiền nha. Chợ đông không bán. Kèn thổi tò le. Cây tre một mắt. Chút nữa đến nhà ta lấy nha. Chợ đông không bán. Kèn thổi tò le. Cây tre một mắt. Chồng đã bán hết vải chưa? Tiền đâu? Chồng tìm ông ta khắp nơi luôn, nhưng mà không gặp ông ta ở đâu. Chắc là chồng gặp phải phường bị bợm rồi. Sao do buồn cho nên không dám về. Nhưng không về tối biết ngủ ở đâu. Giờ đừng la chồng tội nghiệp, tại vì chồng thấy ông ta ăn nói đỉnh đạt từ tốn, chồng không nghĩ là ông ta lường gạt chồng. Ông ta có chỉ nhà mà chồng thì không có ra. Ông ta chỉ như thế nào? Ông ta nói cái nhà mà ông ở là ở chỗ chợ đông không ai bán, chỗ càng thổi tò le, chỗ cây tre một mắt. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ông ta không có gạt anh đâu, tại vì anh tìm không ra thôi. Ủa vậy hả? Chợ đông không ai bán, nghĩa là cái trường đông người nhưng mà chỉ có học chứ không có bán. Kèn thổi tò le là cái bụi lao, khi gió thổi nghe như tiếng kèn sáo. Còn chỗ cây tre một mắt là bụi hành hay bụi tỏi gì đó. Là sao vậy? Ngày mai á, chồng đi tìm cái trường học có bụi lao trước cửa và có một cái vườn hành. Đó là nhà của ông già đó, chồng cứ đến đó mà đòi tiền. Tả thế chi, tả thế chi, hiểu dạ ông già. Ông già ơi, 2 tấm tám quạt tôi đã lấy tiền. Mời anh uống trà. Tôi tìm nhà ông suốt buổi chiều ngày hôm qua luôn mà tiền không có được. Sao giờ anh lại tìm được nhà tôi? Đâu biết là sao.
vợ đụng mắt á. Ông đừng tưởng bở nha, vợ tôi cái gì cũng biết hết trơn á. Tôi vừa nói một câu ông nói á là vợ tôi phán một câu liền à. Dễ ẹt, có gì đâu khó. Té ra anh tìm được nhà tôi là nhờ vợ của anh. Người đàn bà này hẳn là thông minh tài trí, ít người sánh kịp. Thôi, để thử công cho anh. Sáng dịp, tôi đãi anh một bữa cơm rồi hãy về. Không chịu, trả tám quan đi về. Đúng rồi, tám quan. No quá. No rồi phải không? Dạ. Thôi bây giờ tôi về, ông trả tiền. Hai tấm, tám quan. Tôi về chấm thoa kẹo và đu chăm. Đây, tôi để sẵn ở đây, trả cho anh tám quan đi. Sẵn tôi gửi biếu cho vợ anh món quà. Quay vợ tôi, ông đâu biết mặt vợ tôi đâu cho quà. Tôi chưa gặp, nhưng cũng xem như là kỳ phù địch thủ. Dạ tôi không mày đúng. Anh kêu về đưa cho vợ anh, nhưng mà nhớ đi giữa đường đừng có dở ra xem nghe. Cảm ơn ông. Tôi về. Thôi anh về. Nàng ta xem ắt sẽ hiểu ý ta gửi gắm. Anh lấy được tám quan tiền nè vợ ơi. Vợ ơi vợ, lấy được tám quan tiền. Vậy hả? Trời ơi, mừng quá. Đúng rồi. Chụp tìm nhà dễ không? Dễ ạ. Vậy hả? Theo lời vợ á thì ra ngay thôi à. Nhưng mà ông ta có hỏi chồng á là tại sao biết. Rồi chồng thiệt tình nói là vợ chỉ. Rồi ông ta có vợ gửi biếu cho vợ này nè. Biếu vợ này nè. Cái gì vậy chồng? Biếu vợ á. Biếu vợ. À. Cầm cầm đi. Quái gì thiệt. Tại sao có một bông hoa lài mà cắm bãi phân trâu. Cái nhà này đúng là khó hiểu. Chỉ nhà cũng chỉ xa gần. Rồi biếu quà thì cũng biếu. Quái gì thiệt. Không hiểu nổi luôn. Cô là người đàn bà thông minh, tài sắc vẹn toàn, sao lại lấy một người chồng ngu si đần độ thế kia? Chẳng khác nào bông hoa lài cắm vô bãi phân trâu. Thưa thầy, học trò xin phép về. Con về. Thôi chết, ta đã đùa quá trớn rồi. Có khi câu nói đùa tưởng chừng như vui chốc lát là trở thành tai họa. Câu nói ẩn ý qua lại cấm bãi phân châu xét ra thật là ác độc. Nếu người vợ phẫn chí liều thân ngoại thể thì ta sẽ có tội lớn với danh giáo. Nếu người vợ uất ức mà sanh ra hành động nông nổi thì ta là người ân hận suốt đời. Không được, ta phải lập tức đi tìm hai vợ chồng chàng gốc đó mới được.
Thân thế của ta thật chẳng ra gì. Trên đời có biết bao nhiêu người khôn ngoan tài giỏi, sao lại không chọn là đi cho một người u mê đần độn. Bao nhiêu người chê cười khinh bỉ sau lưng, mà ta cứ mặc. Ta có phải là sai lầm khi chọn kiếp này để sống? Thôi đi chết phước cho xong. Mà đứng đây khóc cười một mình vậy? Chồng thím đâu rồi? Thôi không ổn rồi, thôi để đi kiếm chú hai mới được. Ôi, dạ, trời ơi, cái xin, ông kia. Xin lỗi chị, xin lỗi chị. Đi mà sao không chịu ngó đường vậy? Biết người ta gấp lắm không mà cứ tràn ràng hoài vậy à? Dạ xin lỗi chị. Mà sẵn đây tôi nhờ ông một việc nha. Chuyện gì hả chị? Ông canh chừng cái người đàn bà này giùm tôi nha. Đó. Dạ dạ. Nếu mà cổ có lỡ mà dại dột gì đó thì hãy ra sức cố sức mà giữ cổ lại nha không. Dạ được muốn rồi. Muốn biết buồn vui cái chuyện gì á mà ra đó đứng khóc cười có một mình à. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Ủa chị biết chồng của cô ta sao? Biết. Hai vợ chồng ở cuối xóm này nè chứ đâu. Người vợ á thì dệt vải. Dạ. Còn người chồng á khờ câm mà chẳng có làm ra được cái tích sự gì hết á. Thôi để tôi đi tìm chồng cô ta nha. Vậy chị mau kêu chồng cô ta lại đi đi. Sẵn đây cho tôi mượn cái nôm này nha. Rồi để tôi đi kiếm chồng cô ta coi. Nè cô kia. Nè cô kia, sao cô lội xuống sông vậy? Rồi cá cho sợ cá quảng nó chạy tuốt hết chân rồi sao tôi bắt. Cô có mau lên không? Cô có mau lên không? Hay là tôi kéo cô lên nè. Hay là kéo lên. Đúng là đồ phá đám à. Buông ra để cho tôi chết đi. Buông ra để cho tôi chết đi. Nè tôi có chết thì chỗ khác mà chết. Ở đây để tôi bắt cá tôi sống chứ. Buông tôi ra để tôi chết đi. Nè ơi cá ơi. Cá lớn cá nhỏ mau chui vào vỏ tôi bắt mang. Chồng mình tuy hơi dài nhưng mà cũng không như ông già này. Xét ra trên đời cũng có nhiều người đần độn hơn chồng của ta. Ca lớn ca nhỏ mau chui vào vỏ ta bắt sang. Ca lớn ca bé mau chui vào vỏ để ta bắt ta ăn. Ca lớn ca bé, ca lớn ca nhỏ mau chui vào vỏ. Vợ dạ, vợ làm gì vợ đứng ở đó vậy? Sao vợ không lên? Vợ đừng có nghĩ dại mà bỏ anh chứ vợ. Vợ bỏ anh đi sống với ai đây? Vợ dạ, vợ lên đi vợ. Vợ ơi vợ. Ui dào vợ. Vợ lên đi vợ. Ta bắt thằng. Vợ lên đi. Ta lên cà bé. Dạ dạ. Em xin lỗi dạ nha. Dạ đừng có nghĩ vậy. Dạ bỏ anh. Anh hứa dạ. Đừng để anh lên người. Muốn giúp vợ một tay. Anh đâu có làm vợ buồn dạ dạ nữa đâu. Dạ đừng có bỏ anh cái dạ. Anh thương vợ dạ ơi. Ủa ông thầy đâu? Chào anh. Chính ông mày tặng mình gói quà nè. Ủa sao ông quỳ trước mặt gia chồng luôn vậy? Xin cô hãy bỏ qua cho tôi. Vì muốn chứng tỏ tài trí hơn người
cho nên tôi phạm một sai lầm không thể tha thứ được. Một câu bông đùa vô tâm, không đúng lúc đúng chỗ, nó sẽ trở thành ý nghĩa xúc xỉm mà tổn thương đến người khác. Ông này nói gì vậy vợ? Ông đứng lên đi. Ông quỳ như vậy vợ chồng tôi tổn thọ lắm. Cũng may á là ông nhận ra và chạy đến đây kịp lúc. Thật ra tôi mới là người biết ơn ông đã giúp tôi nhận ra đạo lý vợ chồng. Hội làng hôm nay vui quá à. Em không ngờ nha, hai câu đố khó như vậy á mà hai anh giải được luôn á. Em thích quá à. Nói nghe nè. Như vậy là cái phần quà này là em được ưu tiên giữ phải không? Em cứ giữ nó làm kỷ niệm đi. Lần này đi hội làng chỉ giành được một phần thưởng, anh còn thấy tiếc. Ừ, kỳ này có mấy đứa làng bên qua thi mà tụi nó hăng quá, cho nên Nhân không chịu thi đúng không? Chứ không là tụi mình sẽ có thêm một phần quà nữa rồi. Anh không nhớ là tụi nó đòi đánh mình hay sao? Đi thi chỉ là một cái cớ thôi, để tụi nó kiếm chuyện với mình đó. Đánh thì đánh, sợ gì chứ. Em quên á, là anh có giỏi sao. Anh chỉ sợ là bọn nó kiếm chuyện rồi tụi mình mất cuộc vui thôi. Em thấy mình may mắn lắm luôn á. Trời ơi, em có hai người bạn nè, người nào cũng giỏi hết. Một người thì giỏi văn, còn một người thì giỏi võ. Bởi vậy em đi đâu mà có hai anh đi theo là em không có sợ gì hết. Nga nè, anh sẽ bảo vệ cho em hết suốt cuộc đời này. Em có đồng ý không? Nhân, mày có ủng hộ tao bảo vệ Nga suốt cuộc đời này không? Sao vậy? Em chỉ mong là mình giữ được tình bạn như vậy mãi mãi là em vui lắm rồi. Chứ còn cái chuyện anh bảo vệ em đến suốt cuộc đời thì em không có dám mơ. Sao hội làng đang vui mà tự nhiên anh đòi đi về vậy? Em quên là anh đã hứa với mẹ là hôm nay tụi mình về sớm sao? Bây giờ chắc cũng trễ rồi. Thôi tụi mình về đi để mẹ đợi. Ê Nhân, Nhân nghe nè. Nãy giờ tôi thấy mày buồn buồn. Bộ có chuyện gì hả? Sao mày không nói năng gì hết vậy? Đâu có gì đâu. Tại vì tôi thấy trễ rồi nên muốn về nhà nhanh thôi. Nghe nè, cũng sắp tới nhà em rồi. Em vô nhà đi, tụi anh về trước nha. Sao mà về? Từ nãy giờ mình đi chơi khát nước rồi mỏi chân nữa. Thôi vô nhà Nga nghỉ tí xíu đi, về nha. Anh Tứ, hồi sáng giờ Nga đi chơi Nga mệt rồi đó. Với lại hình như là ở nhà mẹ trông dữ lắm, cho nên Nga đi về nhà trước. Hai anh về nghỉ đi, bữa khác rồi qua chơi với Nga cũng được. Nga nói đúng đó. Thôi về đi anh Tứ. Em đi nghe. Về thì về. Nga.
Mẹ thấy rồi nha, sao con cãi lời mẹ vậy? Mẹ đã không cho con qua lại với thằng Nhân, bữa nay còn đi chung với nó là sao? Tụi con đi chơi hội làng mà. Mẹ kỳ quá. Tụi con là bạn bè chơi với nhau từ hồi nhỏ. Mà với lại anh Nhân đâu phải là người xấu đâu. Tự nhiên cái mẹ không cho con chơi với ảnh nữa. Kỳ cái gì mà kỳ. Mẹ đã hứa gả con cho nhà thằng Tứ rồi, chỉ đợi cha con về á là tính chuyện đó thôi. Cho nên á, mẹ không muốn con qua lại với thằng Nhân, để bà con hàng xóm thấy vậy nghĩ không tốt thì con đâu. Con đâu có thương anh Tứ đâu mà mẹ gả con cho ảnh. Với lại con chưa có muốn lấy chồng mà mẹ. Mẹ đã quyết định là không được cãi nghe chưa. Thằng Tứ là người tốt tính mà. Đã vậy nó còn là bạn học của con nữa, gia đình nó cũng khá giả nữa. Con thấy nhà mình đâu có nghèo đâu mà mẹ bắt con phải lấy chồng giàu vậy. Con chỉ muốn lấy người con thương thôi mẹ à. Nga, con khờ vừa thôi. Lấy chồng giàu á cho nương nhờ tấm thân của con. Bây giờ không bàn cãi nữa, đi vô nhà đi, đợi cha con về quyết định chuyện này. Mẹ, mẹ, mẹ. Ủa anh sao vậy? Tự nhiên anh đang vui cái mặt bí xị à? Vui sao được mà vui. Anh nói thật với em á, trong lòng anh nè đang buồn thúi ruột đó. Anh buồn chuyện của hai đứa mình đúng không? Chứ còn gì nữa. Hai đứa mình yêu nhau mà lúc nào cũng hẹn hò sau giường, lén lén lúc lúc. Còn anh Tứ á, anh được ngang nhiên vô nhà em, được mời trà, châm nước. Nghĩ chuyện này ai mà không buồn. Anh nói nhỏ nhỏ thôi. Thì tại vì mẹ của em cũng thân thiết với lại bên gia đình của anh Tứ. Với lại cái chuyện này em cũng nói với anh rồi, sao anh cứ để bụng hoài hả? Thân thiết thôi hả? Ừ. Chứ tại sao em nói với anh là mẹ em đồng ý gả em cho anh Tứ? Thì đúng là mẹ có đồng ý, nhưng mà mẹ đồng ý, còn cha chưa có đồng ý mà. Chết rồi, mẹ em đồng ý rồi, giờ cha em mà không biết là không sao hết. Chừng nào em đợi cha về rồi cái em nói chuyện của hai đứa mình, thế nào cha cũng đồng ý à. Nhưng mà cha em có đồng ý chuyện của anh với em không? À, cha em thương em lắm, cho nên là hả, hễ mà em thương ai á là cha đồng ý gả em cho người đó. Anh đừng lo. Cha em nói là em thương ai thì cha đồng ý gả em cho người đó. Nhưng mà không được đâu. Em biết không, em coi đó, gia đình anh Tứ khá giả hơn gia đình anh. Với lại em, anh Tứ đều là bạn của nhau. Anh sợ cha em lại nghe theo lời mẹ em, gả em cho anh Tứ. Lúc đó coi như không. Sao anh lại nói vậy? Cha em không phải người mê tiền đâu. Anh biết không, cha nói á, hễ chừng nào mà em lấy chồng á là em phải chọn một người chồng phải biết thương yêu mình thật lòng nè. Em nói vậy anh an tâm nha. Ừ. Em nói như vậy thì anh an tâm rồi. Bây giờ anh chỉ hy vọng rằng chuyện tình cảm giữa anh với em sớm được công khai, để anh khỏi khó xử với anh Tứ. Đằng nào anh em anh Tứ đều là bạn thân thiết với nhau từ nhỏ, nói sớm dễ thông cảm với nhau hơn. Nga ơi, lên mẹ biểu nè. Ôi, chết rồi, anh đi về đi. Ủa dạo này mẹ kỳ lắm nha, làm như mẹ nghi ngờ em hay sao á. Nè, anh đứng đây chờ em mấy tiếng đồng hồ rồi, em ra nói được có 3 câu rồi em đuổi anh về. Nga à, Nga ơi, Nga lên mẹ biểu này. Nga ơi, anh không có thương em gì hết. Ê, trơn nè, em nói bậy nghe, anh không thương em ai thương? Anh thương em gì sao, anh còn làm cho em khó xử. Bây giờ anh đi về đi, mẹ mà biết được á là mẹ không có cho em với anh gặp nhau luôn á. Vậy hả? Ừ. Thôi nè, ngày mai giờ này chỗ này anh chờ em ở đây nghe. Ừ. Được rồi. Nga ơi. Dạ. Dạ mẹ kêu con. Mẹ đem trái cây qua nhà cô Tư chưng lên bàn thờ trước,
Rồi mẹ ở lại bên đó phụ làm bánh trái để sáng mai kịp cúng. Mẹ dặn nè, ở nhà con nhớ đóng cửa nẻo cẩn thận nghe chưa. Mẹ đi về sớm nghe, chứ về tối quá con sợ nguy hiểm lắm á. Không có sao đâu, mẹ qua rủ dì Chính đi cùng. Dì cũng đang rảnh nên đi cho vui. Ừ, con biết rồi. Ba chuyện lễ nghĩa này không lơ là được đâu. Con ở nhà ngủ trước đi nha. Nhớ nha. Dạ. Nhớ lời mẹ dặn đó. Dạ. Nga, Nga. Nga ơi, mở cửa cho em vào đi Nga. Cái giờ này mai tới. Nga ai ơi? Vậy? Nga, Nga, mở cửa đi. Ai vậy? Anh Tứ nè. Mở cửa nhanh đi Nga. Anh Tứ hả? Ừ. Ủa Nga. Dạ. Mẹ em đi qua nhà của Tư chưa? Ủa sao anh biết mẹ em qua nhà của Tư vậy? Sao anh không biết chứ? Mẹ anh còn dặn á là ở nhà chơi với em cho em đỡ buồn nữa đó. Mẹ nói với anh đúng không? Ừ. Đúng rồi. Bây giờ em phải đi qua nhà lành để luồn cho xong cái áo dài. Anh đi về đi. Sao kỳ vậy? Anh mới vừa qua chơi là em bỏ đi rồi. Là sao? Tại vì ai biểu anh qua mà anh không nói trước làm chi. Em phải qua luồn cho xong cái áo dài. Tới rằm rồi em mặc áo dài đi chùa. Ủa? Em may áo dài để đi chùa hả? Ừ. Chứ phải để... Để đợi ba về hả? Ủa? Mà chừng nào ba em về vậy? Em không có nghe mẹ nói. Thôi anh đi về đi để em còn chuẩn bị đồ đạc nữa. Ủa kỳ vậy? Anh qua ngồi chơi chưa được bao lâu em đã đuổi anh về rồi. Bộ có chuyện gì hả? Không có. Tại em muốn đi làm cho xong công chuyện mà. À, anh có cái ý này nè. Hay là bây giờ á, anh đưa em qua nhà lành, xong rồi anh ở đó chơi với em. Rồi khi nào em xong việc anh với em về cùng luôn, được không? Không được đâu. Ôi, nhà anh lành nó kế bên nhà em hà. Anh đi chi cho mất công. Ở với lại á, ba má của nó khó lắm, anh qua chơi không có được. Thôi anh đi về đi nha, để em còn chuẩn bị đồ nữa. Gì cũng không được á gì. Ừ, thôi anh về. Anh có ý này nè. Hả? Ở đây có khay chầu á, em tiêm cho anh một miếng chầu đi. Anh ăn xong rồi anh về liền, được không? Vậy đi. Thôi sao tự nhiên giờ này đòi ăn chầu? Tự nhiên thèm quá à. Tự nhiên qua nhà em thấy chầu quá, tự nhiên thèm ăn. Thôi tiêm cho anh miếng đi, ăn một miếng rồi về liền nha. Ừ, hứa. Ủa, anh ơi đâu có còn lá chầu nào đâu mà anh ăn. Không sao, ở đằng sau nhà em á có một dây chầu rất là tươi tốt. Em ra em hái vài lá đi, rồi đem vô đây tiêm cho anh ăn. Rồi xong rồi anh về. Vậy nha. Sao tự nhiên cái dĩ nhà của em anh cũng biết hết trơn vậy? Thôi được rồi, ở đây đi, em xuống em lấy cho. Nhớ nha, nhanh nhanh nha, anh đợi á. Em biết rồi. Ghê luôn á, tự nhiên không cái trời qua đây ăn trầu. Cho ăn trầu xong cho về được rồi, muốn chuyện không à? Nga nè, em vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại khéo tay nữa. Anh chắc chắn sẽ cưới em về làm vợ mới được. Anh sao vậy? Anh bị gì vậy? Anh có sao không? Cái gì vậy? Anh Tuấn. Ah! 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 Ah!
nha. Anh ơi, tự nhiên anh Tứ anh ăn trầu xong rồi cái anh bị cái gì kìa. Anh Tứ, anh Tứ, anh Tứ. Sao vậy anh? Anh có sao không? Anh chết rồi. Hai người có chịu nhận tội giết người không? Hoàng ơi, con không có giết anh Tứ. Con không có giết anh Tứ, Hoàng ơi. Xin Hoàng soi xét. Con với anh Tứ là bạn thân thiết thì đâu có thù hận gì mà con giết anh ấy. Xin Hoàng soi xét cho con. Hoàng lắm Hoàng ơi. Các ngươi im lặng. Sau khi giết Tứ xong, bà Lan về chi hô lên, nên các ngươi không kịp phi tang cái xác. Chứng cứ đã rành rành. Các ngươi còn chối cãi nữa hay không? Để cho hai ngươi khâm phục khẩu phục mà nhận tội. Này bà Lan, bà hãy kể rõ khi bước về tới nhà bà thấy những gì. Dạ bẩm quan, khi con về nhà thì con thấy thằng Nhân đứng cạnh con Nga. Còn thằng Tứ lúc đó miệng trào đờm, đã chết rồi thưa quan. Còn lúc đó con gái bà ở đâu? Dạ thì nó đứng cạnh ngay đó. Nhưng mà bẩm quan, con gái còn nó nói rằng nó không có giết thằng Tứ. Thưa quan. Nga nữ, hãy kể rõ đầu đuôi, tại sao lại xảy ra cớ sự như vậy? Dạ thưa quan, anh Tứ tới chơi, anh nhìn thấy khay trầu, anh nói là anh thèm ăn trầu, mà trong khay thì hết rồi, nên con đi ra làm sao, con hái trầu đem vô, têm xong rồi con đưa cho anh ăn. Anh ăn xong rồi tự nhiên anh lăn đùng ra chết, con không có biết gì hết trơn. Còn tên Nhân sao lại xuất hiện ngay lúc đó? Dạ tại vì con có hẹn với anh Nhân ở đằng sau nhà, nên anh tới để gặp con. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, anh mới chạy vô. Tại sao hai người lại hẹn nhau sau giường? Tại tụi con yêu nhau mà mẹ không có cho, nên tụi con lén lút gặp nhau. Vậy là sự việc đã rõ. Các người hãy nghe quan phán quyết. Nga, Nhân và Tứ là bạn bè thân thiết từ nhỏ, nhưng Nhân và Tứ lại yêu Nga, nhưng Nga lại yêu Nhân, nên cả hai lén lút hẹn hò với nhau. Vì mẹ Nga không chấp nhận, mẹ Nga đã hứa gả Nga cho Tứ, nên Tứ thường xuyên tới lui. Vì lẽ đó nên Nhân ghen tức, cùng với Nga ám hại Tứ, bỏ độc vào miếng trầu. Tứ ăn chưa xong miếng trầu đã ngã lăn ra chết. Theo xét nghiệm tử thi thì trên xác của nạn nhân có nhiều đốm đỏ, chứng tỏ trúng một loại thuốc cực độc. Quang lên Quang ơi, tôi còn không có giết người. Tôi không có giết người Quang ơi. Dạ, Quang lắm Quang ơi, Quang con gái con lắm, nó không có giết người, xin Quang minh xét. Bà nói con gái bà không giết chứ ai giết? Trời Quang ơi là Quang, Quang làm ơn giết cái bọn này đi. Chị ơi, giải Quang cho con thôi. Chị ơi, chị cũng biết xưa nay con Nga nó hiền lành mà, nó không có giết thằng Tứ đâu chị. Quang ơi, xin Quang minh xét giùm cho con gái coi. Quang ớt lắm Quang ơi, nó không có giết người đâu Quang. Bà nói con gái bà hiền lành hả? Mà tại sao nói với cái thằng này nè, giết con tôi? Hay đúng là gì? Quang ơi, Quang hãy xét xử cho công minh, để đợi Quang ước cho con tôi. Quang ơi, các ngươi im lặng. Kẻ giết người phải đền tội. Quân đâu? Dạ. Giải hai tội nhân vào ngục chờ ngày hành quyết làm gương cho kẻ khác. Quang ơi, Quang cho tụi con đó Quang ơi. Thằng ơi, cái con gái con là Quang ơi. Nga, Quang ơi, không. Quang ơi, Quang ơi, Quang ơi, ra chị con con đi mà Quang. Vậy là vừa lắm rồi, vậy là đúng tội lắm rồi. Cho tụi mày chết luôn.
Gì kỳ vậy? Hồi nãy đang đi tự nhiên cứ giống ai kéo dò tôi quá. Hồi nãy tôi cũng bị y chang như vậy nữa đó. Vậy hả? Ừ. Chắc đi đường xa nên mọi người mệt rồi. Thôi chúng ta hãy tìm quán nào đó để nghỉ ngơi đi. Dạ. Dạ. Mấy chú ơi, tôi xin mấy chú mà, hãy cho tôi vô đánh trống kêu quan đi mà. Xin mấy chú giúp tôi đi mà. Chú chỉ trạc tuổi con gái tụi tôi, làm ơn cho tôi gặp quan để tôi kêu quan đi mà mấy chú. Quan đã xử rồi, mà cũng đã có bằng chứng rõ ràng hết rồi. Mà sao ngày nào mà cũng tới đây kêu quan là sao? Đi chỗ khác mà kêu quan đi bà ơi. Nó bị quan mà, nó sắp bị xử tội chết rồi đó. Bây giờ tôi biết cái đâu kêu ai bây giờ. Thôi, bà đi chỗ khác đi, quan sắp tới rồi. Thôi kệ, để cho bà ngồi đó đi. Giúp tôi đi mà, cho tôi gặp quan đi. Làm ơn giúp tôi đi mà, làm ơn cho tôi gặp quan đi mà. Ông kia, đây là công đường, ông tới đây có chuyện gì? Đây là quan không sai, đi kinh lý ghé ngang qua đây. Dạ dạ dạ, con kính chào quan lớn. Ta muốn gặp quan huyện của các người. Quan con sắp tới rồi ạ. Lại quan lớn, làm ơn quan lớn ơi, làm ơn cho con được kêu quan đi mà. Quan lớn ơi, còn lại quan. Cho bà này vào trong, ta muốn biết bà ta muốn kêu quan điều gì. Dạ. Đội ơn quan, con đội ơn quan. Dạ bẩm quan, theo nhân chứng là bà Lan đã khai rõ khi Tứ chết, có mặt Nhân và Nga ở đó. Và khi xét nghiệm tử thi, chứng tỏ rõ ràng Tứ đã bị hạ độc. Nhưng hai tên kia cứ khăng khăng kêu quan, không chịu nhận tội. Ta coi hồ sơ, ta không thấy có gì khuất tất hết. Vụ án này ngươi xử đúng chứ không sai. Nhưng sao thần thấy quan lớn vẫn suy tư? Hồi nãy, khi chất vấn hai tên tội nhân đó, ta có linh cảm có một vấn đề gì đó, một cái gì đó còn ẩn khuất bên trong chưa được sáng tỏ. Tên nhân có thể ghen nhưng không có thể ra tay giết người dã man như vậy. Theo thần suy xét thì chính tên nhân đã ra tay đầu độc tên Tứ vì quá ghen tuông, còn ả Nga chỉ là đồng phạm vì quá thương yêu Nhân nên mù quáng không dám lên tiếng khai ra tên tội phạm. Theo như tội nhân Nga nói, sau khi ăn trầu tên Tứ ngã lăn ra chết. Ngươi có xem xét ở đằng sau giường trầu có gì lạ không? Dạ có, hạ quan đã cho lính xem xét kỹ lưỡng nhưng không có gì khả nghi hết. Thôi được rồi, ngươi hãy về nghỉ ngơi đi, ta ở lại đây ngày mai sẽ lên đường. Còn vụ án này ngươi cứ y án mà thi hành. Dạ bẩm quan, hạ quan xin lui gót. Quái lạ thật, sao trong giấc chim bao ta lại thấy góc trầu? Không biết đó có phải là điềm báo gì hay không. Ta phải tới nơi xảy ra án mạng mới được. Ông có thấy mấy lá sát gốc đều có dính chất gì nhớt ở ngay cái đuôi lá hay không? Dạ có thấy, nó giống như nhớt của con ốc hay con sên gì mới bò qua. Nhưng đất ở đây đều khô ráo,
không có con ốc hay con sên nào bám cả. Hạ quan đã quan sát khu vườn trầu này không có gì lạ hết, và hạ quan cũng đã xét xử rất công minh. Vậy xin đại quan đừng bận tâm truy cứu nữa. Nhìn đôi nam nữ này ta không tin họ là kẻ giết người, nhưng nếu không tìm ra manh mối nào để giải oan cho họ thì ta cũng phải đành chịu. Khoan đã, ta muốn xem xét kỹ lại chỗ này. Cái lá trầu này chết nhớt còn mới. Quân đâu? Dạ. Các người đi tìm xung quanh đây có con ốc hay con sên nào hay không? Dạ. Bẩm quan, chúng con không thấy gì hết ạ. Nhất định là phải có chứ. Các người đào gốc cây này lên cho ta. Dạ, dạ. Nhanh lên. Dạ bẩm quan. Chuyện gì? Hình như có tiếng con gì khò khè ở trong đây. Dạ bẩm quan, có một cái hang, hình như có con gì lớn lắm quan ơi. Dạ. Ta đã hiểu đầu đuôi câu chuyện của vụ án này rồi. Quan huyện, dạ, hãy cho quân giết chết con thù lùn này đi. Xin dân. Rồi quay về công đường nghe ta xử án. Nga ơi, sao con tiều tụy quá vậy con? Trật tự, trật tự. Mọi người im lặng nghe ta xét xử lại vụ án này. Sau khi tên Tứ chết, trên người có nổi những đốm đỏ, đó là nhiễm chất độc cực mạnh. Bây giờ ta có thể khẳng định chất độc đó là nọc của con thuồn luồn. Trật tự, trật tự. Con thuồn luồn này hằng đêm lén mò lên mặt đất để kiếm nước uống. Vì quá khát nước nên nó mới liếm những giọt xương ở chót đuôi của những lá trầu gần ở dưới đất. Nọc độc của con thuồn luồn này cực mạnh, mà tội nhân Nga vô tình hái vào gây ra cái chết oan uổng cho tên Tứ. Chứ cô gái này không giết người, cô ta bị hàm oan. Trời ơi quan, con ơi, sao con vắng số vậy hả con? Người mẹ kia. Dạ. Con ngươi qua đời vì bị rủi ro. Ta mong ngươi hãy từ bi hỷ xả, đừng oán trách cô gái này. Cô ta không có tội. Còn mẹ của cô gái, nếu như con của người thật lòng thương yêu ai thì người hãy sẵn lòng đứng ra tác hợp cho bọn trẻ. Đừng ngăn cản, đừng để những sự cố đáng tiếc xảy ra như vừa qua nữa. Dạ, con hiểu rồi thưa quan. Quân đâu? Mau mở trói cho hai tội nhân kia. Và từ giờ trở đi, họ là những người vô tội. Quan. Từ đó về sau, trước khi tiêm chầu, ai nấy đều ngắt đuôi lá chầu vì sợ nọc độc của con thuồn luồn. Và thói quen này vẫn còn cho tới ngày hôm nay.
Ông à, sao tôi có thấy ông thở dài hoài vậy ông? Có cái chuyện này tôi muốn hỏi ông, nhưng mà ông phải trả lời cho tôi thiệt nha. Trả lời thiệt là trả lời vụ gì? Thì vụ con Hương đó. Bộ ông đi thăm nó mà nó đối xử tệ với ông lắm hay sao? Tôi thấy từ ngày mà ông đi về rồi, cái ông cứ ngồi rầu rầu sao đó. Thì lúc tôi đi thăm vợ chồng nó, con gái con rể lúc đầu á vui vẻ lắm. Tụi nó nghỉ hẳn một ngày, nấu cơm, nấu cháo, đãi đằng tiệc tùng. Cha con ông cháu rồi quây quần vui vẻ gì đâu á. Tôi biết con gái mình mà, từ nào giờ á, nó hiếu thảo với cha mẹ lắm mà. Nhưng chỉ được có một hai ngày đầu à. Cái gì kỳ vậy? Mấy ngày sau cái vợ chồng nó bỏ đi làm suốt ngày suốt đêm. Từ ngày này qua ngày kia riết rồi. Tôi buồn quá cho nên tôi mới bỏ về đó chứ. Mình chỉ có một đứa con gái à, nhưng mà nó đi lấy chồng xa. Thôi đi ông à, ông cũng đừng có trách cứ con mình làm gì tội nghiệp nó. Thì tôi có trách gì nó đâu. Tôi chỉ đang suy nghĩ tới thân phận của hai vợ chồng mình thôi. Ông suy nghĩ làm sao? Từng tuổi này rồi, bà coi đó, mình á, tiền bạc thì không thiếu, mà sao tôi thấy cuộc sống của mình nó hiu quạnh, nó tẻ nhạt gì đâu. Bệnh hoạn, ốm đau, không có một người hỏi thăm, chăm sóc. Tôi hỏi bà sống vậy làm sao mà sống nổi hả bà? Vì vậy tôi đã đi tới một quyết định. Ông quyết định sao hả ông? Tôi quyết định sẽ kiếm thêm một đứa con. Cái gì? Ông vừa mới nói cái gì? Tôi tìm một đứa con khác. Gì vậy? Tôi không ngờ. Cái gì vậy trời? Ông muốn là trời. Ông muốn bé đúng không? Trời đất ơi, bà nghĩ cái gì vậy? Bà ăn hỡi tôi bao nhiêu chục năm rồi bà không hiểu tôi hay sao mà vợ bé vợ bụng gì nữa? Thế còn cái gì nữa? Mới nói tức thì đó. Ý tôi muốn nói tìm đứa con khác là tìm đứa con nuôi đó bà. Con nuôi? Ừ. Con mình đây nè, mình đẻ nó ra mình nuôi từ lúc nó còn đỏ hỏn cho tới khi nó lên người. Vậy mà mình nhờ còn không được, huống chi là con nuôi. Tôi tin tưởng một điều, nếu tôi với bà mà có phúc phần á, thì nhất định chúng ta sẽ tìm được một đứa con hiếu thảo để nó lo cho mình trong lúc ốm đau bệnh tật, trái gió trở trời. Bà hiểu không? Ông đã quyết định vậy rồi, ông muốn vậy rồi thì tôi nghe vậy. Mà giờ tôi làm sao đây hả ông? Còn làm sao gì nữa? Thì bà đi lo chuẩn bị hành lý để cho lên đường để tìm đứa con cho mình, chứ còn chờ cái gì nữa? Chị, bà chủ ơi, cho em ly trà đi bà chủ. Ai mua trà không? Tôi bán 5 đồng thôi. Ai không có trà thì mua trà về phụng dưỡng. Ai có 5 đồng không thì đưa tôi bán tôi luôn. Cô, mua trà không cô? Cô mua trà không vậy? Ai có mua trà không tôi bán 5 đồng thôi. Ông ơi, ông bán gì vậy? Tôi bán cha. Chắc ông này ông lẩn thẩn rồi đó. Trời ơi, nhận cha mà còn không ai nhận, huống hồ gì lấy tiền mua. Thôi, chắc ông bị lú lẫn rồi đó, kệ ông đi.
Không có cha thì mua cha về phụng dưỡng. Cha ai? Cha con là cha. Gì đi không? Con là cha. Cha đưa tay nãy rồi con là cha. Thôi. Dạ. Cậu bị xỉn rồi. Thôi về nghỉ đi. Thôi về đi. Thôi. Về đi. Làm gì vậy? Ăn cơm. Ăn cơm. Trời ơi. Giật đồ tôi rồi kìa. Ăn cơm. Thôi. Bắt nó đi. Bắt nó đi. Đây, đứng lại. Cái này. Trời ơi, hay quá. Hay quá. Dạ, cái này là của ông không ạ? Dạ, của tôi. Ông có sao không? Tôi không sao. Cậu, cậu tốt quá. Dạ. Cha có mệt không cha? Ta không sao. Cha, nhà của con đây nè cha. Vậy hả? Dạ. Cha. Cha, cha vô đây ngồi nghỉ đi cha. Ừ. Đây, cha ngồi ở đây đi. Còn đó cho cha miếng nước nha. Ừ. Ôi, cảm ơn con. Vợ ơi, vợ. Vợ ơi. Ủa, sao hôm nay mình về sớm quá vậy? Trời ơi. Ờ, dạ, dạ con chào ông. Thưa với cha, đây là vợ của con. Ta chào con dâu. Cha Minh Minh. Ủa, cha là cha của ai? Cha thôi bây giờ cha ngồi nghỉ đi. Con đi kiếm đủ 5 đồng để về mua cha. Ta cảm ơn con. Nhưng ta cũng xin nhắc cho con nhớ, ta bán bản thân ta đúng 5 đồng, không hơn không kém mà nghe. Dạ, con biết rồi ạ. Minh ơi. Hả? Chuyện này làm sao giờ, em không có hiểu. Mình để từ từ á, tôi giải thích cho mình nghe. Bây giờ mình ra đằng sau á, mình chuẩn bị cho tôi một bữa cơm để cho cha ăn. Cha đi nãy giờ cha mệt rồi. Đi. Dạ. Cha. Ừ. Thôi cha ngồi nghỉ nha. Con bây giờ con xuống đằng sau con nói chuyện với vợ con tí. Đúng rồi đó. Chuyện gì hai vợ chồng cũng phải đồng thuận với nhau thì mới được. Dạ con biết rồi cha. Ừ. Minh. Dạ. Nói nghe nè. Ông cụ đó là ai vậy? Sao tự nhiên cái mình kêu là cha rồi mua cái gì 5 đồng nữa vậy? Thì ông cụ đó không nơi nương tựa, rồi tự bán thân mình với giá 5 đồng. Rồi mình định mua ông cụ đó hả? Vợ nè, hai vợ chồng mình á mồ côi từ nhỏ rồi. Bây giờ coi như là mình mua ông cụ đó về làm cha, mình chăm sóc, rồi gia đình mình á ấm cúng hơn. À quên nữa, còn tí anh nữa, nó có thêm tình cảm như người ông, vậy tốt hơn đúng không mình? Nhìn ông cụ đó không có nơi nương tựa, em cũng thấy tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình ơi, nhà của mình nghèo quá, thiếu trước hụt sau, rồi lấy tiền đâu, dù là muốn mua lắm cũng không có tiền mà mua ổng đâu. Thôi cái đó mình đừng có lo, chỉ có 5 đồng thôi mà, tôi có thể chạy đi mượn người ta, mình đừng có lo nha. Bây giờ mình ở nhà, mình kiếm cái gì á mình nấu cho thiệt ngon. Mừng cái ngày đón cha về nha. Tôi chạy đi rồi tí tôi về. À, mình đi nhanh đi. Để bây giờ em vô chuẩn bị cơm. À, nha. Mày á là tôi chạy hết cái làng cái xóm này mượn đủ 5 đồng luôn. Bây giờ đủ tiền rồi nè, để tôi vô tôi đưa cho cha. Hả? Cha đang ngủ, ngồi xuống đây tưới đi. Cha đang ngủ hả? Vậy là đủ tiền rồi ha mình.
có tiền là mừng rồi. Nhưng mà bây giờ cha đang ngủ, thôi để lát nữa cha thức dậy á, lúc đó mình đưa cũng được. Ừ, vậy đi. Mình uống miếng nước nha. Đây. Cảm ơn mình. Uống cho đỡ mệt. Cha. Ừ, cảm ơn con. Cha đây. À, Tuy Anh, Tuy Anh bỏ xuống con. Nhà mình á, bây giờ có ông nội rồi. Thành ra là con không có được vô phép như vậy nghe chưa? Cha. Dạ, con mời cha. Cảm ơn con dâu. Cha mời mình. Cha ăn thử miếng cá đi cha. Để coi con nấu có vừa không. Nếu mà mặn quá hay ngọt quá thì con nên nếm lại. Chờ thử nha. Dạ. Nhiều với Gia Tý. Ừ. Không được hả cha? Con dâu của cha nấu ngon quá. Anh Gia Tý. Nè, mời con. Ông ơi, dạ ăn cha cháu ngủ rồi. Ủa, đi anh. Giỏi quá. Con để tô cháu xuống đây. Đi anh. Dạ. Sáng giờ con đã ăn sáng chưa? Dạ chưa. Con chờ mẹ đi chợ về. Nhà hết gạo rồi, chỉ đủ nấu cháo cho ông ăn thôi. Chị, con ăn đi. Dạ thôi, ông ăn đi. Mẹ con dặn chờ bớt nóng, đưa cho ông ăn khỏi bệnh. Ừ. Rồi bây giờ, ông già rồi. Ông ăn có chút xíu là ông no rồi. Ông ăn đâu có hết đâu. Bây giờ, hai ông cháu mình mỗi người một nửa, ha. Không được. Thôi, ăn đi cho ông vui. Ăn đi. Ừ. Mẹ con không có ở nhà. Mình thử mẹ đâu có biết. Con cứ ăn đi, đừng sợ. À. Thôi, ông ăn đi. Thôi mà, ăn miếng cho ông vui. Thôi, ông ăn đi. Nè, giờ ông đút con ăn, ha. Ha, chút xíu thôi. Đâu có sao đâu, mẹ con chưa về mà. Ăn đi. Má đâu có ở nhà đâu mà sợ. Ăn hết đi. Giỏi quá. Ừ. Đói lắm rồi mà. Mẹ con về rồi. Đưa đây. À, dạ, tôi cha con mới về. Ừ. Tí Anh, con có lấy cháo cho ông ăn chưa? Dạ rồi. Thì rồi. Cha đang ăn nè. Tí Anh giỏi quá. Để bây giờ mẹ vô trong, mẹ nấu cơm cho con ăn ha. Rồi, hôm nay mẹ không có mua bánh cho con ăn. Cháu ông giỏi quá, lại ngoan nữa. Thôi, giờ con ra ngoài chơi với bạn đi. Chừng nào cơm chín rồi ông kêu con về ăn. Hẹn. Dạ. Ha ha ha.
Cha ơi, cha thấy trong người sao rồi cha? Có đỡ hơn không? Cha thấy vẫn còn hơi mệt. Chắc là tại thời tiết thất thường đó mà. Vậy chắc là con phải đi hốt thêm mấy thang thuốc nữa mới được. Thôi, con đừng có hốt thuốc thang làm gì nữa cho tốn kém. Để dành tiền mà lo xoay sở việc ở trong nhà. Gia đình mình đã chịu mấy đợt thiên tai. Thành thử cha biết vợ chồng con cũng gặp nhiều khó khăn lắm. Lành à, chắc là gạo thóc tiền bạc trong nhà đã hết sạch rồi phải không con? Dạ, thì cả làng mình đều khốn khổ với thiên tai mà cha. Thành ra cái gì cũng đắt. Mà mấy bữa qua ngày nào con đi làm từ sáng tới tối luôn. Vậy mà đổ được có 2 lon gạo rồi cha ơi. Cũng may hồi nãy con có đi xin người ta hái mớ rau này về, chứ không là chỉ đủ ăn có bữa hôm nay thôi đó. Tội nghiệp cho hai con quá. Đã nghèo rồi còn phải gánh thêm một ông già ốm đau bệnh tật này nữa. Cha ơi, cha đừng có nghĩ vậy. Tụi con là phận làm con mà, phải lo chu toàn cho cha mẹ mình chứ. Anh Nghĩa mấy bữa anh buồn lắm, tại vì anh chưa có lo được chu toàn cho cha đó. Tấm lòng của các con làm cho cha thấy xúc động quá. À quên nữa, để con đi ra đằng sau nấu cơm cho một tí ăn, chứ nó đói từ sáng đến giờ rồi. Ừ, dạ. Con ơi, vô nấu cơm đi. Dạ, con đi nha cha. Ừ. Mình về mà sao không vô nhà đi mình? Sao mình có vẻ mệt mỏi quá vậy? Hay là có chuyện gì hả? Sáng nay đi làm được có nửa buổi à. Còn nửa buổi còn lại chạy đây chạy đó. Mà cũng không có tìm được việc gì khác hết á. Vậy là mình cũng giống em thôi à. Cả ngày em làm tùm lum tùm la việc hết á. Nhưng mà đổi lại cũng chỉ được có mấy lon gạo. Không biết mai mốt rồi gia đình của mình sống làm sao nữa. Mình nè, hồi sáng á, tôi có gặp bà Phú Hộ. Bà nói á, là muốn kêu một tí anh của nhà mình á, qua bên đó coi giùm bà bày trâu. Tôi á, thì suy đi tính lại á, thì cũng đắn đo lắm. Nhưng mà chắc phải cho nó qua bên đó quá. Mình thấy sao? Bộ tụi con định cho thằng Tí Anh đi ở đợ sao? Dạ cha. Cha, sao cha không ở trong nhà nghỉ đi? Cha ở ngoài gì á, gió máy nó ảnh hưởng của bệnh cha sao? Suốt ngày cha trong nhà thấy nó cũng tù túng. Thành thử cha muốn đi ra ngoài cho nó khuây khỏa chút vậy mà. Nghĩa. Dạ. Bộ con định cho thằng Tí Anh nó đi ở đợ cho người ta thiệt sao? Dạ. Tại bên nhà bà Phú Hộ cần người coi bầy trâu. Cho nên con nghĩ Tí Anh nhà mình nó cũng khôn khéo, con định cho nó đi. Dạ, Tí Anh nó còn nhỏ nhưng mà lanh lắm cha ơi. Hồi đó đó, mỗi lần chồng con mà đi chăn trâu, làng Tí Anh nó đi theo phụ được lắm á. Dạ. Nhưng nó còn nhỏ quá mà, sao tụi con lại để cho nó phải đi ở đợ chứ? Dạ không đâu cha. Khi mà công việc ổn định thì con sẽ qua bên đó rước nó về. Bà Phú Hộ cũng đồng ý với con vậy rồi. Thôi, nếu tụi con đã quyết rồi thì chắc không dám cản.
Tội nghiệp cha quá à. Cha thương tiếc anh lắm đó mình. Tí Anh, con ráng chịu đựng một thời gian rồi ông sẽ rước con về. Dạ thưa cha. Ủa, con dạ thưa cha, chắc con phải đi làm xa một thời gian. Đi xa là đi đâu vậy con? Dạ chồng của con đi ở cho người ta ở làng trên á dạ. Nhưng mà chỉ một thời gian là chồng con về lại vậy. Thích thú ở làng trên lận hả? Dạ. Bộ không còn cách nào khác sao con? Cha, cha yên tâm đi, không có sao đâu. Ông trời không thương làng mình, cho nên mưa nắng thất thường, bà con làm ăn thất bát, người ta bỏ đi nhiều lắm. Con bây giờ con chỉ đi lên xóm trên con làm thôi, rồi con kiếm ít tiền, rồi con lại quay về. Cha ở nhà, cha dưỡng bệnh đi cho nó khỏe là con vui rồi. Cha đừng có lo. Trời ơi, cha thấy xót xa quá. Tí Anh nó đi chưa được bao lâu, bây giờ lại tới phiên con nữa. Cha ơi, cha đừng có lo. Thiệt ra thì tụi con hết cách xoay sở rồi, nhưng mà tụi con đành phải chấp nhận ly tán thôi, để chồng con tìm kế sinh nhai rồi chồng con quay về. Con sẽ về thăm cha mà. À, anh Nghĩa có đưa cho con một số tiền để mà than thú cho cha, bởi vậy cha phải khỏe mạnh thì ảnh mới yên lòng cha ơi. Thôi thưa cha con đi. Mình nè, mình ở nhà phải chăm sóc cho cha kỹ lưỡng nha. Cha hay bị cảm cho nên phải mặc tiêu ấm cho cha nha. Em biết rồi. Mình á, mình đi cũng phải cẩn thận nha. Lên. Dạ, cha kêu con. Không được, con đi theo cha. Cha ơi, anh ơi, nghỉ ngơi xíu rồi đi tiếp nữa được không cha? Thôi, thôi được rồi, kiếm chỗ nào mát mát rồi mình ngồi nghỉ chút ha. Trời ơi, mệt quá à. Không biết sao mà hôm nay cha với chị anh làm gì khỏe dữ vậy ta. Làm hai vợ chồng mình than hụt hơi luôn vậy đó. Kiếm cái chỗ nào ngồi đỡ đi mình. Mình nè. Hả? Sao thấy cha làm việc bất thường quá vậy? Em cũng đâu có biết đâu. Tự nhiên cái cha đụng đụng kêu là đi kiếm mình rồi đi kiếm một tí anh. Thế rồi em đi theo thôi chứ cha không có giải thích gì hết trơn á. Nên cũng không có dám hỏi luôn á. Anh thấy cha quyết đoán quá, cho nên anh cũng dám hỏi nữa. Ngồi đỡ đi nghỉ chút xíu đi. Không biết cha mấy bữa nay làm cái gì mà cứ kêu mình đi hoài vậy mình. Mà mình nè, mình thấy không, cha có vẻ như là khỏe, khỏe hơn mấy ngày trước á nha. Thì đó, anh cũng thấy nghi ngờ mấy ngày hôm nay rồi. Sao cha kỳ lạ lắm nha. Cái thái độ khác hôm trước lắm. Mình cứ lầm lầm lì lì dẫn mình thấy anh đi không à. Không nói với hai vợ chồng mình tiếng nào hết. Không lẽ cha giận hai vợ chồng mình? Chắc không có đâu. Cha mẹ ơi, đi tiếp thôi, ông nói gần tới rồi.
Thôi đi. Tới rồi, con. Ủa đây là nhà ai vậy ông? Đây là nhà của mình. Ủa? Nhà mình là nhà ai? Đây là nhà của ông. Mà nhà của ông tức là nhà của con đó. Đó mẹ ơi, đây là nhà của mình đó. Bảy đi. Bảy con. Nhà này rộng lớn như vậy, mình có nằm mơ mình cũng được ở nữa. Không có nói vậy nữa chứ. Ông nội đây... nói mà. Dạ. Đây là nhà của cha đó. Thôi, mấy đứa vô trong nhà đi. Bà ơi, tôi về rồi nè. Vô đi con. Bà ơi, tôi về rồi nè. Bà ơi. Trời ơi. Về rồi nè. Ông về rồi đó hả ông? Ông khỏe không? Khỏe. À, bà coi, tôi dẫn ngay về rồi nè. Vô đi mấy con. Ờ. Hai đứa, vô đi. Ai vậy ông? Hai con với lại tí anh. Chào mẹ với lại bà nội đi con. Chào bà nội. Tụi con chào mẹ. Con qua đây. Đây là những đứa con mà chúng ta hằng mong muốn tụi nó luôn ở bên cạnh của mình trong lúc khó khăn nhất. Tụi nó vẫn luôn thể hiện sự hiếu kính với cha mẹ. Và hôm nay tụi sẽ chịu của mình sẽ có nó cũng sẽ cho mình rồi đó bà. Ông mình qua uống nước đi các con. Hai con ngồi đi. Để mẹ đốt nước. À dạ, để con, để con. Con ngồi xuống đây uống nước đi. Dạ, để đó mẹ. Uống đi bà. Kể từ đó, vợ chồng Nghĩa rất kính trọng và có hiếu với ông bà. Họ chăm sóc ông bà rất thương nhau. Căn nhà của ông bà đều thấy tràn ngập tiếng cười, vui vẻ và đầm ấm. Chết rồi. Mưa như vậy biết khi nào mà tạnh. Khu vực này là vắng vẻ, lại không có căn nhà nào hết. À, đằng kia có một căn nhà. Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không cho tôi hỏi thăm? Ai đó? Muốn hỏi thăm việc gì? À, tôi là học trò đang trên đường đi thi, bị mắc mưa ướt hết, lạnh quá, có thể nào cho tôi trú mưa được hay không? Nhà tôi vắng vẻ, không có tiện mời vào. Xin người thông cảm, đi một chút nữa sẽ gặp chỗ trọ thôi. Tôi là học trò họ Trần, đang trên đường đi thi hội. Bây giờ làng xóm còn cách xa quá. Nếu mà không tiện thì có thể nào cho tôi ngồi đây nghỉ ngơi, tạnh mưa tôi sẽ đi ngay, được không ạ? À? Mời người vào nhà.
Cha mẹ thiếp đi vắng, chỉ có mình thiếp ở nhà. Người xưa có câu nam nữ thận trọng từ cái trao tay, lỡ mời chàng vô nhà rồi thiếp thấy thật là bất tiện. Ta thành thật xin lỗi vì đã làm phiền nàng. Nếu mà nàng thấy không tiện thì một lát nữa tạnh mưa rồi ta sẽ đi ngay. Để thiếp pha cho chàng bình trà để uống cho đỡ lạnh, chứ vùng núi này mưa xuống thì lạnh lắm. Nhà nàng có người theo nghiệp cầm sách à? Vậy là có ai sắp đi thi hay sao? Không, thiếp chỉ đọc sách cho mà biết thôi, chứ không có đi thi cử gì cả. Nàng đọc được những loại sách này là một người kỳ tài. Nàng nói như vậy là khiêm tốn quá rồi. Loại sách này ta cũng hay đọc và ta rất là thích nó. Chào uống trà đi cho đỡ cảm lạnh. Ở ngoài trời đang mưa, thấy chàng ướt hết như vậy thiếp cũng không dám khăng khăng giữ lễ. Hay là chàng cứ nghỉ tạm lại đây, nếu mà chàng cứ cần gì á thì cứ nói, thiếp sẽ giúp đỡ. Còn bây giờ thiếp xin phép vào trong để cho chàng nghỉ ngơi. Khoan đã. Người xưa có câu nam nữ thọ thọ bất thân, xin chàng đừng lại gần. Ta là học trò hiểu lễ nghĩa, nàng cứ yên tâm. Ta đa tạ nàng đã không nể phiền nàng giúp đỡ ta, ta chẳng dám quên ơn đâu. Ta cũng không ngờ nàng cũng theo nghiệp đèn sách, đúng là hữu duyên. Và nàng có thể nán lại với ta trò chuyện được không? Trong trà có hương quế, một hương vị rất là đặc biệt mà mẹ ta thường pha cho ta uống. Tại sao ở trốn này mà lại có vị trà như thế? Chàng không cần phải bận tâm, ý thích cũng có thể giống nhau mà. Ý thích ta và nàng có thể giống nhau, nhưng tại sao lại có nhiều điểm tương đồng như vậy? Nhìn cốt cách của nàng, ta thấy có nhiều điểm thân quen. Không biết nàng là ai, cha mẹ là ai? Ta xin lỗi, chắc là nàng có nhiều nỗi niềm riêng không tiện nói ra. Chàng từ xa đến, thiếp không muốn chàng phải phiền lòng vướng bận ưu tư. Tình cờ gặp nhau nơi vắng vẻ, thân phụ lại không có nhà, âu cũng là nhân duyên. Nếu nàng chưa có người chạm ngõ, ta xin được phép kết thân, không biết ý nàng như thế nào. Ta xin lỗi vì hơi đường đột. Ta không biết nàng nghĩ sao, đó chỉ là một lời chạm ngõ thôi mà. Đúng là đột ngột quá. Là phận của thiếp xấu số nên không thể nâng khăn sửa túi cho chàng. Xin chàng hãy để tâm chuyện thi cử trước mắt, sau này mọi chuyện cũng chưa muộn mà. Hay là sợi dây tơ hồng kiếp nào đó làm dướng chân ta nơi lạnh lẽo này? Các kiếp trước ta với người này có duyên mà không có nợ, tới kiếp này mới gặp lại chăng?
đường lên kinh thành còn xa xôi dạng dặm. Chàng mau đi đi, cho kịp ngày thi. Ông trời xui khiến ta và nàng gặp nhau, ta chẳng muốn rời xa nàng chút xíu nào hết. Làm trai thì phải lo đại nghiệp. Thiếp không có muốn mình trở thành kẻ cản đường công danh của chàng. Trong đây thiếp đã chuẩn bị ngân lượng, trên đường đi ắt có việc sẽ dùng. Một lời vàng đá thề nguyện trăm năm. Kỳ thi này dù hỏng hay đậu, ta vẫn nhờ người mang lục lễ rước nàng về làm vợ. Chuyện thi cử là quan trọng, xin chàng đừng bận tâm những chuyện khác. Cảm ơn nàng đã nhắc nhở, ta không phụ lòng nàng đâu. Ta may mắn được chàng ngỏ lời cưới làm vợ, nhưng thật trớ trêu, ta lại không thể đáp lại tấm chân tình của chàng. Đề thi lần này có phần dễ, nhưng cũng không kém phần hiểm hóc. Các trò hãy đọc đề cho thật kỹ để làm bài thật tốt nha. Dạ, mời ông uống trà. Để đó cho ta. Ngươi ra ngoài coi cửa nẻo cho cẩn thận, rồi đi ngủ đi, không cần phải hầu ta nữa. Dạ. Các bài thi đợt này đều không có gì nổi bật. Có lẽ kỳ thi này sẽ khó tìm ra tâm khoa. Đây là bài thi của chồng tôi. Chàng đã ngày đêm lao tâm khổ trí để làm bài này. Tôi xin ngài hãy rộng lòng mà chấm kỹ hơn. Rõ ràng ta nghe thấy tiếng của một cô gái. Hay là tại mình quá mệt. Tôi xin ngài hãy rộng lòng chấm kỹ bài thi này được không? Từ đâu tới? Chồng của nàng tên gì? Tôi là con gái họ Nguyễn, chồng tôi là họ Trần. Tôi xin ngài hãy rộng lòng mà xem xét lại bài thi.
Nhà của thí sinh này chắc là có âm công gì đấy, nên mới có âm hồn về đây giúp đỡ. Trần Phúc là gì? Trần Phúc đậu kìa. Quynh có phải là Trần Phúc không? Nguyên nữa. Trần Phúc là ai vậy ta? Quynh ấy thật giỏi ha, Trần Phúc đậu rồi đó. Ờ, có biết ai là Trần Phúc không? Không, tôi không phải là Trần Phúc. Ai là Trần Phúc? Quynh là Trần Phúc hả? Có ai biết không? Ờ, ảnh đậu rồi kìa. Ảnh là ai mà giỏi quá vậy ta? Quynh có phải là Trần Phúc không? Ta đậu Trạng Nguyên rồi. Ta đậu Trạng Nguyên rồi. Quynh là Trần Phúc. Xin chúc mừng. Dạ, xin chúc mừng. Học trò xin đa tạ chủ khảo đã chiếu cố. Lần này có tên trên bảng vàng, xin tạc dạ ghi ân. Quan Tân Khoa không cần phải cảm ơn ta, mà nên cảm ơn... Dạ. Ta hỏi điều này hơi đường đột. Chẳng hay Quan Tân Khoa đã có vợ chưa? Dạ chưa. Vì... trong nhà của Quan Tân Khoa có âm câm gì không? Trò chưa nghe ai nói hết, nhưng chắc chắn là không có. Có chuyện gì không qua chủ khảo? Biết cô gái ấy là ai? Cô gái? Chủ khảo nói cô gái nào mà có liên quan học trò? Chủ khảo có thể nói rõ ràng được không? Ta cũng không biết giải thích như thế nào. Cô gái đó đã báo mận cho ta hai lần trong lúc ta chấm bài thi. Lúc đó ta như nửa tỉnh nửa mê, không thể nào phân tích được rõ ràng. Bây giờ ta mới biết bài thi đó là của Quan Tân Khoa đó. Cô gái báo mộng cho chủ khảo hai lần, vậy chủ khảo có thể nào tả được hình dáng cô gái ấy không? Ta chỉ nhìn thấy cái bóng của cô ấy thôi. Cô ấy đã năm lần bảy lượt nói với ta là phải xem lại thật kỹ bài thi của Quan Tân Khoa. Chính nhờ vậy mà ta đã không bỏ sót một nhân tài. Thật sự là học trò cũng không biết cô gái đó là ai cả. Quan Tân Khoa thành công là nhờ sự giúp đỡ của cô gái ấy. Nghĩa cử của cô ta giống như người vợ giúp đỡ chồng vậy. Nó cứ làm ta bán tính bán nghi. Thật sự là chủ khảo nói như vậy, tôi không biết cô gái là ai cả. Chắc có lẽ Quan Tân Khoa có công đức lớn, nên đã được âm hồn theo phù hộ mà không biết được. Thôi, Quan Tân Khoa hãy về thu xếp hành án để cùng giao triệu ý kiến hoặc thường nữa. Dạ, một lần nữa xin đa tạ sự chiếu cố của chủ khảo. Không cần đâu, âu đó cũng là ý trời. Mà xin lỗi. Cô gái nào theo báo về ta? Dừng lại! Các người đứng đây đợi ta đi. Tại sao lại có ngôi mộ này ở đây? Lúc ta đến đây đâu có ngôi mộ này đâu. Ngôi mộ này còn mới, có vẻ là người này mới mất đây thôi à. Dạ, dạ bẩm quan trạng. Quan trạng có điều chi dạy bảo à? Ông cho ta hỏi là ông có biết ngôi mộ này là của ai hay không? Dạ, đây là ngôi mộ của một cô gái vừa mới mất khoảng 20 tuổi.
mất cách đây nửa tháng, con của Phú Hộ Hồ Nguyễn. Con của Phú Hộ Hồ Nguyễn? Dạ. Ông có biết là cô ấy đã có chồng hay chưa? Dạ, cô ấy chưa có chồng. Đúng rồi, đúng rồi. Con gái của ông họ Nguyễn, 20 tuổi, mất khoảng nửa tháng nay. Đúng cái thời điểm mà ta đến đây rồi. Tại sao vậy? Tại sao vậy? Quang ơi, có chuyện gì vậy Quang? Ông có biết lý do vì sao mà cô gái ấy mất không? Quay về bệnh hủi. Bệnh hủi à? Dạ thật ra thì hư thực như thế nào không biết, chỉ nghe người ta đồn đãi như vậy thôi. Chứ bởi vì cô ấy sống đây có một mình à. Chỉ biết một điều là cô ấy con gái của Hồ Nguyễn à. Con gái của ông Hồ Nguyễn? Dạ đúng à. Nàng mất ngay người ta thi cử, nên hồn nàng đã theo ta và giúp ta khỏi bị đánh rớt. Vợ chồng tôi chỉ có một mình Bích Quân là con gái, nên hết mực cưng chiều. Tuy là con nhà gia thế, nhưng tính tình lại hiền hậu, dịu dàng. Dì Lan ơi, dì Lan. Dì Lan ơi. Dạ. Dạ, bà cho kêu tôi. Tôi thấy dạo này dì với con Bích Quân á có thái độ là lạ làm sao đó. Dì giấu tôi chuyện gì đúng không? Dạ, dạ đâu có giấu chuyện gì á. Dạ, đâu có chuyện gì đâu ạ. Vậy sao tôi hỏi nó thì nó nói là nó chỉ bị mệt, nó hay ở trong phòng, ít đi ra ngoài. Có chuyện gì vậy? Dạ, chắc tiểu thư mệt trong người, chắc cảm mạo chứ không có gì đâu, bà đừng quá lo lắng. Không khỏe trong người hả? Dạ. Vậy sao gì không mời thầy Lan về bắt mạch, hút thuốc cho nó uống? Mấy cái chuyện này từ trước tới giờ dì vẫn làm, đâu cần tôi nhắc đâu. Dì chăm sóc cho con nhỏ, từ nhỏ thì dì phải biết sức khỏe của nó chứ gì. Dạ được rồi, thôi để tôi nấu nước xong thêm vài ngày nữa chắc tiểu thơ sẽ bớt thôi, bà đừng có quá lo. Thôi dì vô làm việc đi, nhưng mà nhớ coi chừng nó giùm tôi. Nếu mà nó chưa khỏe đó thì mời thầy về bắt mạch, hút thuốc liền nghe chưa. Dạ. Thôi dì đi đi. Không được rồi, không được rồi. Có chuyện gì mà ông làm rầm mình hoài với ông? Tôi bực mình vì mới gặp ông Phú Dần nè. Rồi sao? Bà biết không, ông đòi kết thông gia với gia đình mình đó. Tức cười thiệt. Ừ, thì ông Phú Dần đòi kết thông gia cũng đúng thôi mà. Con gái mình á, đẹp nhất làng, tốt nết đã hai chữ. Người ta đòi kết thông gia với mình là cũng đúng chứ sao ông giận dữ. Con gái mình á đã thông kinh sách, nếu gả cho con nhà giàu á nhưng lại là phàm phu tục tử, tôi không cam lòng chút nào hết. Ông à, con gái mình á nó cũng tới tuổi cập kê rồi, mình phải tìm chỗ để gả cho nó thì mới đúng chứ ông. Con gái của mình á phải sánh duyên với người văn chương lỗi lạc đàng hoàng, lúc đó tôi mới đồng ý gả cho. Thôi được rồi, chuyện này á bà để tôi tính cho, tôi sẽ kén rể cho con gái của mình. Ông thấy được, nhưng mà con gái mình phải chịu mới được ông à. Gia đình mình á đâu có thiếu tiền thiếu bạc đâu, chỉ mong con gái mình nó tìm được người tâm đầu ý hợp mới được. Ủa, đang nói chuyện với tôi bà bỏ đi đâu vậy? Con mình á nó không được khỏe, tôi vô tôi thăm nó coi nó đỡ chưa. Thì thôi bà đi đi.
Bích Quân ơi, con ơi, con ơi con. Lên như vậy. Ôi con. Con nó bị sao? Nó ngồi sân sẩn đó mà. Dạ. Kìa, bà thấy không? Nó có bị cái gì đâu. Nó bị bệnh. Nó bị bệnh đó bà ơi. Bệnh này không có chữa được. Nó giống vợ chồng mình mà. Dì Lan. Dì Lan ơi. Dạ. Dì Lan đâu rồi? Tại sao vậy giống vợ chồng tôi? Nếu không nghĩ tình gì chăm sóc con Bích Quân từ nhỏ thì tôi đuổi gì đây lập tức. Tôi cha, con xin cha mẹ đừng có trách gì Lan mà. Xin bà, bây giờ ông tha tội cho tôi. Nhưng mà con bị bệnh gì? Dạ, tiểu thư bị phong. Tiểu thư cô dâu ông bà, vì sợ ông bà buồn. Nhưng mà bây giờ thì mình đã trở nặng rồi. Các vết lở loét đã hành hạ thân thể cô ấy. Tôi phải đi đâu nữa xong á để rửa các vết thương cho cô ấy. Tại số của bạn Phước nên mới mắc phải căn bệnh không thể chữa trị được. Bây giờ con chỉ xin cha mẹ hãy cho con được đi ở nơi khác. Nếu như mà con tiếp tục ở lại đây á, con sẽ lây bệnh cho cả nhà. Ông trời ơi, sao không chút tội xuống đầu tôi mà để con tôi phải gánh gì nè. Vì chiều theo ý con nên tôi phải đành xây một căn nhà xa làng xóm để cho con được yên tĩnh. Thỉnh thoảng thì chỉ có dì Lan là vú nuôi của nó từ nhỏ, đem lương thực tiền bạc đến cho nó tiêu dùng. Nhưng mà chúng tôi cũng không hề hay biết nó đã từng gặp quan trạng. Chúng tôi có duyên nợ từ kiếp trước. Thật ra trong lúc tôi đi thi, lúc đó trời mưa gió bão bùng, tôi lánh tạm vào nhà nàng. Chỉ gặp nhau ngắn ngủi thôi, nhưng cảm thấy tâm đầu ý hợp lắm. Tôi đã hứa với nàng, lúc tôi vinh quy bái tổ về, tôi sẽ đón nàng để làm lễ du quy. Nhưng mà không ngờ nàng đã mất. Tội nghiệp con gái tôi, chắc nó quá tuyệt vọng vì căn bệnh quái ác nên mới tìm đến cái chết. Quan Trạng, Quan Trạng đừng làm vậy. Đừng làm vậy mà tôi phải mang trọng tội đó. Mặc dù nàng đã chết, xin ông bà hãy nhận tôi làm rể. Một ngày với con gái của ông bà cũng là cái nghĩa. Xin nhạc phụ và nhạc mẫu đừng từ chối. Quan Trạng đã nói vậy thì tôi cũng không dám chối từ. Chắc con gái tôi ở dưới suối vàng cũng được mãn nguyện lắm. Cảm ơn nhạc phụ và nhạc mẫu. Con sẽ cho người xem cái tháp bên cạnh mộ của vợ con để đền đáp công ơn nàng đã đi theo con, giúp đỡ con để con có được như ngày hôm nay. Dân làng quanh vùng gọi cái tháp đó là tháp báo ân. Tháp báo ân được tồn tại cho đến ngày hôm nay, được người dân mở rộng ra
đó là nơi ghi nhận công ơn của người đi trước, ơn của đấng sinh thành, ơn tam bảo. Tháp báo ân giúp ta luôn ghi nhớ và tìm cách báo đền. Khui làm gì? Trời ơi, cơm ở nhà của cậu hai mà con gói của cơm muối mè con tính đem đi đâu? Lấy cơm trong nhà đem cho ai? Cho người nào? Nói. Dạ con đem cho cô Út. Hồi sáng hết cơm nguội nên cậu Út ra đồng mà chưa ăn gì hết á. Trời ơi, thằng Út nó mập như con trâu vậy đó, ăn ngày hai cử đủ rồi, ăn thêm cử gì cho tốn cơm tốn gạo. Nhưng mà gì nè, cậu hai nó còn nghe vấn đề mà của thằng Út đó, phải không? Để cậu hai để cậu hai lo cho, phải không? Chứ cậu hai thấy là có con hình như để ý Út nào, để gì cậu đứng cậu lo cho, phải không? Cái gì cũng từ từ, phải không? Cái mặt này tôi ghét bằng mua đồ xấu mà mặt đẹp ghê. Là cậu thương con lắm, con yên tâm đi. Là... Nè! Ông nói cái gì vậy? Ông nói ông thương ai hả? Tôi nghe rõ ràng ông nói ông thương này, ông nói ông thương ai? Nói coi! Thương lành. Lành hả? Ghê quá. Bây giờ là ông chán sống, ông muốn chết hả? Ông muốn chết là ông thương lành hả? Bà có điên không? Ông muốn nói cái gì? Tôi nói tôi thương con lành gì nữa, tội nghiệp. Là vậy nó đang để ý thằng Út nhà mình. Tôi hỏi nó chịu thằng Út không? Tôi cưới nó cho thằng Út. Phải không? Chưa gì sơn xét à. Vô lam sùm. Con này ngày càng trổ mã đẹp chữ bay. Thiệt đẹp thiệt chứ. Cái gì? Không phải, nó đẹp mà thua bà hồi trẻ. Ê, tôi thấy ông nói cũng đúng rồi đó. Mình phải cưới con lành cho thằng Út liền đi. Chứ để thằng Út ở trong nhà của mình bao lâu nay hả, thiên hạ người ta dị nghị. Người ta nói tôi với ông coi nói như ở đợi trong nhà vậy đó. Ai dị nghị? Thằng Út ở căn nhà này nè, có một ngày ăn ba buổi rồi đồ đạc quần áo đầy đủ, có thiếu đâu mà ăn ở đợi. Thì tôi nói vậy đó. Với lại bây giờ tôi thấy thằng Út đã lớn rồi, sẵn dịp á mình chia cho thằng Út một mảnh đất để cho nó ra riêng nó ở, mình khỏi phải dính líu phiền phức gì hết á. Ông thấy thì sao? Ý kiến bà cũng hay. Sẵn dịp này chia cho nó một mảnh đất nhỏ nhỏ thôi. Đúng rồi, tách ra luôn. Ừ, khỏi phiền phức tôi vợ chồng mình nữa. Rồi sau đó tôi sẽ cưới con lành. Cái gì? Cưới con Út, con lành cho con Út, thằng lành cho con Út. Nhưng mà cái chuyện đó cũng phải từ từ. Cái gì mà từ từ? Ông đừng có tưởng là tôi ngu nghe chưa. Ông làm cái gì á tôi cũng biết hết á. Ông đừng hòng mà qua mặt tôi. Nghe tôi nói nè, cưới liền. Cho đỡ đói. Em cứ để đó đi, anh chưa có đói lắm đâu. Trời nắng chang chang như vậy, đất ruộng ngoài kia thì khô cằn, còn đất vườn nhà mình á cỏ mọc tùm, hôm nay cắt thì ngày mai nó lại mọc, biết làm sao để gieo hạt nảy mầm được nữa. Anh chị hai của anh cũng tham lam thiệt đó. Cha mẹ đã để lại biết bao nhiêu là đất vườn nhà cửa, vậy mà anh chỉ chia cho anh có chút xíu với căn chòi nhỏ này. Thôi kệ đi em,
anh hai là anh lớn, bổn phận của mình là em út trong nhà, anh hai chia cho nhiêu là mình xài bấy nhiêu. Đất xấu thì anh không có sợ, mà anh sợ là mình không có lúa giống để mình gieo hạt. Hay là mình vay mượn của bà con đi anh. Anh chỉ có anh hai thôi mà, chứ đâu có ai quen đâu mà để vay mượn. Em thì cũng một cô tới làm cho nhà anh chị hai, cũng không có bà con thân thích gì hết. Bây giờ mình phải làm sao á anh? Em, hay là mình chạy qua mình mượn anh chị hai nha. Không biết có được không nữa. Ngày trước khi hai vợ chồng mình dọn ra đây, anh chị hai đã nói là mình không được quay về để tìm anh chị hai nữa. Tao kệ, cứ ráng mượn đi. Nếu mà không được thì mình đi vay. Không có được. Từ lúc chú ở trong cái nhà này là chú đã không làm được cái gì rồi. Rồi tôi thấy chú làm không được cái gì, nên tôi cho mấy chú ra riêng. Ở riêng thời gian sau chú cũng không có gì làm. Không có gì làm thôi thì ráng kiếm gì làm để nuôi vợ con đi. Đã con quay lại đây cái không làm được cái gì. Tại cậu chú Út về đây tính làm cái gì? Giờ muốn mượn cái gì nói đi nghe đi. Thôi, mình đã thương á thì thương cho trót. Giúp đỡ chú một lần đi, cho chú ít lúa giống để chú làm ăn, được không? Dạ, em cảm ơn chị hai nhiều lắm. Nó mượn lần này được rồi, nó mượn sao, nó mượn nữa lần sau. Sao chú? Dạ, em chỉ mượn lần này thôi, lần sau không dám tới làm phiền anh chị hai nữa đâu. Nếu chú nói như vậy á, thì tôi tin chú. Bây giờ có mặt anh chị ở đây nè, chú phải hứa giúp chú một lần này thôi. Nếu lần sau á, chú có gặp khó khăn á, thì đừng bao giờ bước chân đến căn nhà này để xin xỏ vay mượn nữa, nhớ chưa? Dạ em nhớ rồi. Em làm được chứ gì? Dạ em làm được. Gia nhân đâu? Đem lúa ra đây. Đợi một chút nha. Đó. Dạ. Em cảm ơn anh hai, cảm ơn chị hai. Dạ em xin phép. Dạ. Nhớ đó. Dạ. Lần cuối luôn nha, không có qua mượn nữa nha. Không. Bà tự nhiên sao tốt lộn xuất. Đâu có đơn giản như vậy. Muốn mượn phải không? Được, bà cho mày mượn. Tại sao? Tại sao chứ? Lúa lại không nảy mầm hả? Vậy là công sức vợ chồng ta bấy lâu nay coi như là công cốc rồi. Tại sao? Nảy mầm rồi. Mình ơi, ra đây coi lúa nảy mầm rồi nè. Nhanh lên. Lúa mọc rồi hả mình? Đây nè, nó nảy mầm rồi. Vợ chồng mình đã bỏ biết bao nhiêu công sức
Anh thì cày cuốc vất vả, còn em thì gieo hạt, chỉ mong chờ ngày nảy mầm. Vậy mà nguyên cả đám này chỉ có duy nhất mỗi một cây mạ này nảy mầm thôi à? Tại sao vậy anh? Anh cũng không biết nữa. Nhưng mà tụi mình đã đãi một đôi thóc như vậy rồi mà nó chỉ mọc một cây thôi. Chắc ông trời muốn như vậy đó. Mình phải chăm sóc nó thật kỹ nha em. Là kỳ diệu quá. Lần đầu tiên em thấy một cây lúa to khổng lồ như vậy á. Lúa 9 triệu cành rồi kìa anh. Anh cũng không ngờ nó mau lớn nhanh như vậy. Mình phải thay phiên nhau ra đây chăm sóc từng ngày một. Để vài ngày nữa lúa nó chín đều, mình gom gì mình làm giống. Chắc là trời thương vợ chồng mình hiền lành nên đã cho cây lúa này đó. Hai vợ chồng mình sẽ gieo hạt khắp cánh đồng này nha. Ừ. Con chim kia, ngươi làm cái gì vậy? Đi chỗ khác, đi đi. Đi chỗ khác đi. Đi đi. Mẹ, đi đi. Chim ơi. Trời ơi. Trời ơi, đây là lúa giống của ta. Ngươi ăn hết rồi, chắc ta chết mất. Ngươi bay đi đi mà. Chim ơi, vợ chồng tao nghèo lắm, chỉ trông chờ vào cái lúa giống này thôi à. Mày làm ơn được cái anh bay đi chim ơi. Đừng xua đuổi ta, ta đói quá. Ta ăn lúa xong, ta sẽ trả ơn cho nhà ngươi. Chim nói tiếng người. Chim nói sẽ trả ơn cho ta à? Phải, ta ăn lúa xong, ta sẽ trả ơn cho. Trả ơn? Trả ơn bằng cách nào? Sáng sớm tình mờ, người chồng phải tới đây. Nhớ, đừng nói với ai. Ta sẽ đưa người đến một nơi có nhiều vàng bạc. Người hãy về đi. Mình ơi, mình có nghe chim nói gì không? Chim nói là sẽ đưa anh đến một nơi có rất là nhiều vàng bạc. Đúng rồi, mình gặp chim thần rồi. Nhưng mà anh đừng có đi, nguy hiểm lắm đó. Không, anh phải đi. Anh phải làm liền một phen em mà. Mình gặp chim thần rồi. Chim ăn hết lúa giống của mình rồi. Vậy nó không thất hứa với mình đâu. Thôi, bây giờ mình về. Mình ăn uống nghỉ ngơi. Sáng mai đi gặp chim sớm. Mình đi. Hoa. Hãy chở tao về nha.
đậm quá, dài thuốc đằng kia luôn quá. Em qua bà ơi, tôi không biết lý do gì mà con nào bự quá. Sao là gỗ tàn là gỗ đỏ không đẹp quá trời đất. Tôi chắc chắn với ông á, đây là nhà cái vợ của Út. Tôi thấy nó ở trong cái căn nhà này mà. Mà tôi nghe thiên hạ người ta nói nữa là bây giờ vợ chồng nó giàu có nhất cái vùng này. Mà không phải cái vùng này đâu nha, mà vợ chồng còn đem tiền của qua bên cái vùng khác á để mua ruộng vườn đất đai nữa mà. Cái vụ này là tôi nghi nè. Ông nghi sao? Cái lúc mà cha mẹ tôi lâm chung á, hình như là ghét tôi hay sao á, giấu vàng để cho chú Út nè. Bây giờ là cái chú Út theo cái chỗ đó mà đào lên, bây giờ tôi nghi chắc cũng dài trăm hũ nó mới giàu dữ vậy nè, phải không? Dám lắm á. Bởi tôi nói hả, cái mặt có ông gian nào ngu ghê lắm, để nó leo đầu lên cổ mà không biết. Bởi vậy nè, bây giờ không cần biết lý do gì, mình phải vô trong nhà để hỏi cho ra lẽ tại sao nó có nhiều tiền của như vậy. Đi đi anh chị hai. Ai ai à? Anh chị hai, anh chị hai tới nhà vợ chồng em chơi hả? Cô đây là em là Lành nè. Hả? Lành đó hả? Trời ơi, ngạc nhiên chưa? Sao bây giờ em đẹp quá vậy? Trời ơi, em giàu sang quá. Chị nhìn không ra luôn. Trời ơi, em đẹp quá. Mình ơi, em... Quý già, lại bị dòm đám đuối vậy? Không nhìn kỹ có phải là thím Út không? Nó đó. Trời ơi, thím Út đây hả? Trời ơi, nó rách rưới đâu, sao hôm nay lành lặn quá vậy? Mời anh chị hai vô nhà. Chị vô, vô vô. Quý già, vô nhà, đi. Trời ơi, đẹp quá ông ơi. Trời cứ như là một cung điện. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp luôn. Đẹp quá. Đẹp quá. Trời ơi, sao cái gì cũng đẹp quá vậy? Đẹp quá, cái tủ đẹp quá trời ơi. Trời ơi, cái gì cũng đẹp hết. Cái gì cũng đẹp hết. Trời ơi, đẹp quá trời. Trời ơi, cái mặt bà xấu quá. Khùng hả? Anh chị hai mới qua chơi hả? Sao không nói em cho người qua đón? Đón chị. Trời, cho người qua đón lận à. Mời anh hai ngồi. Chị hai ngồi. Bây giờ anh chờ cậu đó đó. Mời chị hai. Bây giờ người ta đồn hả là coi như là gia đình của hai em á là giàu có nhất vùng này, mà không phải là có cái nhà bự đâu nghe, mà còn nghe đồn là hai em đó hả là đem tiền qua tận qua bên làng bên để mua ruộng vườn đất đai, cò bay gãy cánh, có phải hay không? Tiền ở đâu mà nhiều vậy? Không phải là chị tò mò, chị không bao giờ chị tò mò, nhưng mà chị thắc mắc quá, tiền ở đâu mà có vậy? Trời ơi, thần kỳ quá. Cây lúa bự quá. Cây lúa thần kỳ mà con chim đại bàng cũng thần kỳ luôn. Bởi tôi chưa bao giờ thấy cây lúa chà bá như thế này. Ông ơi, bây giờ mình tính sao đây? Gần đi. Chú ơi, trời ơi, cái cây lúa này ngộ ghê ha. Lúa ngộ ghê. Anh thấy đẹp ghê. Đẹp ghê. Bự cho bá luôn. Bự cho bá luôn. Cái lúa này nghe như là chú nói lại đó, là con chim đại bàng vậy á, nó ăn đúa xong rồi cái nó chở chú Út đi lấy vàng về, phải không? Dạ đúng rồi anh. Nhờ con chim đại bàng nó chở em đi lấy vàng, cho nên là em sắm được cơn đồ sộ như vậy đây nè. Út à, thấy cuộc sống hai em bây giờ giàu sang sung túc như vậy đó, anh chị rất là cảm động. Anh chị rất là vui cho hai em. Hai em ơi, gia đình của mình á lúc nào cũng yêu thương, đùm bọc lẫn nhau. Người xưa có câu, chị ngã em nâng, em ngã chị nâng. Đúng không? Thấy hai em như vậy á, chị xúc động vô cùng. Thôi bây giờ như vậy đi, chị có ý gì nè. Bây giờ hai em đã giàu có lắm rồi. Thì cây lúa này á, hai em đâu có cần nữa, đúng không? Hai em để lại cho anh chị đi. Cùng với mảnh đất này. Nhưng ngược lại thì anh chị sẽ đãi lại cho hai em là đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, giao hết cho hai em. Hai em thấy sao? Anh chị không muốn ăn ở không nữa. Đúng rồi, anh muốn chị lao động đang tìm hiểu và thấy cái sự cực khổ của tụi em. Đúng đó, rồi. Muốn nào muốn dơ rồi đó, đó muốn cho nó dơ. Ông làm cái gì vậy? Chết cho nó dơ. Đúng rồi, anh chị muốn chân lắm tay bùn. Đó là đó dơ đi nè, dơ đó. Dơ nó dơ. Dạ, nếu như mà anh chị muốn á thì vợ chồng em xin chịu ý. Nhưng mà chỉ sợ nơi này
Nắng nôi cực khổ vậy, anh chị không quen thôi. Chịu được, chịu được, chịu được. Bây giờ anh chị muốn vất vả mà. Hay em cứ yên tâm mà giao cho chị đi nha. Tới tiếp đi. Yên tâm lo cho anh đi, anh sẽ lo. Anh coi cái cây lúa này rồi hay chồng anh đi làm lao động cho nó vui, đặng thấy con người nó thư giãn, nhẹ nhàng hơn lúc ở nhà. Anh phải nói cho Út nghe chứ, khi mà anh mà anh Kim chở anh lấy vàng được rồi đó, anh không giấu về em, anh sẽ mua 80 vàng nhà với 10 ngàn con trâu, 20 ngàn con bò. Không có, mua mấy con đó đang làm thịt ra làm mà việc thiện cho mấy người nghèo. Đúng rồi. Thấu không? Điếu canh mà nằm ngủ rồi đó. Dậy. 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 Trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, Kim ơi, lo ăn đi, ăn lú đi, đừng có cắn em, đừng có nhéo đồng nghiệp em mà chứ. Trời ơi, ăn. Ông hù hả? Kim nhỏ đâu đây? Tôi nè. Mà ra đây nè. Trời đất ơi, ông nghĩ sao mà trưa trời, trưa trật mà nắng như vậy nè, mà ông vẫn ngủ được là sao, hay quá vậy hả? Mà hay quá. Bà kêu tôi canh ở ngoài này, ở đây 3 ngày 3 đêm rồi, vừa mòn mỏi mà vừa mệt nữa. Thì bây giờ sẵn đây có gió hiu hiu nằm ngủ chứ làm gì? Mới có 3 ngày 3 đêm làm than hả? Bây giờ cái 3 tháng 3 năm ông phải canh, canh để lấy được vàng mà. Ủa, bây giờ tôi hỏi ông nè, ông sáng cũng ngủ, trưa cũng ngủ, chiều tối cũng ngủ, ông ngủ hoài sao ông canh được? Rủi mà bây giờ trong lúc ông đang ngủ á, con chim đại bàng nó tới đang hết lúa rồi nó bay đi á, rồi ông không biết thì sao chứ? Có phải uổng công vợ chồng mình không? Bà hay quá. Bà ra bà canh đi. 2-3 ngày ngồi chợ chim chưa tới rồi đây ngồi buồn rồi không biết làm gì, rồi ra gió mát người ta ngủ miếng với hai đứa con chim mà nó có tới á, ví dụ nó bay lại đây nó con chim phát người ta nghe, người ta còn thức, còn bà đi rón rén như con cò vậy, ai biết. Tôi rón rén rồi rình mò để tôi coi ông ở ngoài này ông làm gì, thì rõ ràng ra mới bắt gặp được ông kia ngủ không chứ không canh gì hết trơn trội á. Ta ngủ như cái lỗ tai người ta canh, con mắt ta nhắm rồi thôi. Không được cái xạo, bây giờ ông nghe tôi nói nè, ráng đi, ráng gà bà bữa canh đi, thế nào con chim đại bàng nó cũng tới, lúc đó vợ chồng mình sẽ giàu hơn vợ chồng nhà thằng Út, hiểu chưa? Ráng canh ha. Ráng canh đi. Vậy bữa nữa ha. Không có ngủ nữa chưa? Rồi bắt đầu tôi sẽ không ngủ nữa. Sao tự nhiên mà đang nắng mà trong nó thôi vậy. Cái gì? Con chim, nó đây. Đây. Các ngươi đừng xua đuổi ta, ta ăn lúa ta sẽ trả ơn cho. Dạ, chừng nào trả ơn. Sáng sớm tinh mơ, người chồng hãy tới đây, ta sẽ đưa đến một nơi thật nhiều vàng. Dạ cảm ơn Kim, dạ cảm ơn Kim. Dạ tạm biệt Kim nha. Mất tiền rồi, hết may rồi, hết tối rồi, ba rút đằng kia chút xíu rồi mất tiêu rồi. Ông ơi, giàu rồi, vợ chồng mình giàu to rồi, giàu to rồi. Bây giờ vậy nha, bây giờ là mình đi về nha. Tối nay ông không được ngủ, ông phải thức để sáng sớm mai á, con chim vừa tới là ông đi liền, chứ không ông ngủ quên cái là chim nó bay đi mất tiêu, nó biết chưa? Rồi còn nữa, bây giờ tôi về nhà nha, tôi mai cái áo của ông thành 2 lớp. Mai bự ra được, mai bự đi. Ba lớp đi. Nhét vàng vô trong mấy cái lớp đó. Nhét vàng vô nghe chưa? Rồi còn nữa, này nè, cái tay áo nè, tôi sẽ mai lại vậy nè. Ông nhét vàng vô. Rồi còn nữa, cái tay của ông nè. Tay ở không làm gì? Phải cầm vàng. Cầm chứ. Nhưng mà ông nhớ nghe chưa? Vàng cục á thì ông lấy, còn vàng cám dụng ông bỏ đi, ông được lấy. Cầm nó rớt. Nói nữa cái khăn nè. Nhét vàng trong cái khăn, nhớ nghe chưa? Rồi còn nhét ở đâu nữa? Cái miệng ở không làm cái gì nha. Ông với Kim đâu có nói chuyện với nhau đâu. Rồi, hai đâu ai hiểu ai đâu. Thì đó, ông bỏ vàng trong miệng luôn. Bỏ đây 2-3 cục ha. Đúng rồi. Bỏ đâu nữa. Lỗ tai. Điên.
tính lên lấy cái phèn móng vô đây đặng hai cục đặng về cho tét lỗ tai làm gì mà. Nói chung là cái chỗ nào trống nào tôi nhét vàng vô. Nhớ vậy chứ cầm vàng cái tay mình. Nói chung tôi sẽ nghe lời bà, chỗ nào mà trống tôi nhét vô hết. Không có chừa chỗ nào chứ. Rồi rồi rồi, nè, nhớ cầm vàng trong tay mình nữa nghe không? Sao sao? Bộ mình nhiều quá nhiều khi nó chở nổi không? Sao không nổi? Trời đất ơi, tôi nói không nghe kêu bây giờ hả, chở tôi đi có vàng là chở tôi vô trong hang trộm tôi vẫn đi mà. Ấy thôi ông nhát lắm, để tôi đi đi. Ông nghe chim nói hả? Chỉ chở người chồng thôi chứ không chở người vợ. Rồi thôi đi lẹ 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 về lẹ lẹ. Lẹ lên. Mừng quá. Đi về. Bỏ hết đi. Bỏ ra. Về. Trời ơi. Trời ơi, quăng kỳ mày. Trời ơi, quăng từ chứ quăng té thật lỗ đầu thấy không? Anh hãy lấy vàng nhanh đi. Chúng ta phải về trước khi mặt trời lặn. Nhỏ tao nghe là mày nói nhiều quá mày. Trời ơi, đi đi. Tôi cứ đơn giản, tôi nghe quá nhiều quá. Nhanh lên đi, mặt trời sắp lặn rồi. Chúc mừng chim ơi, chưa lấy đủ mà vợ tao chặn phải cộng cái quần nữa. Mặt trời sắp lặn rồi, ta phải về thôi. Trời ơi, chờ chút xíu đi, chim ơi, chút xíu. Trời ơi, còn mấy cục mình cũng lao lá hoài. Ta không thể chờ được nữa, trời đã tối rồi, ta về đây. Mày về thì về đi, được, con lấy xong con về đi chứ. Ê, chim, đây đang. Bỏ đây sao vậy nữa? Chưa thở quăng cháy rồi. Trời. Mình sống ngay đây đi rồi. Vàng đâu làm được cái gì? Trời ơi chết rồi. Trời ơi. Trời ơi cái này. Trời ơi chết rồi. Bóng chim tâm cá, chim và chồng liền biệt chưa về. Chồng về. Ông bà xưa có câu, tham thì thâm. Chồng nhà ngươi không chịu nghe lời ta, cứ ham lấy vàng nhiều quá, chậm chạp, trễ nải, bị mặt trời thiêu đốt thành tro rồi.